Ngày xưa, ở đời vua Hùng Vương thứ sáu, cuộc sống yên bình trải dài khắp làng quê. Vua Hùng lúc đó có 20 người con trai, đa số các lang đều ở trong cung vua, hàng ngày vui chơi học hành. Thế nhưng, cuộc sống của mỗi lang đều khác nhau. Trong đó, con trai thứ 18 của vua Hùng tên là Lang Liêu, có cuộc sống nghèo khổ nhất vì mẹ Lang Liêu vốn là con của một lão nông. Ở nhà chán lắm. Con sang chơi với các anh đi. Mẹ đi làm xong rồi về. Không ai cho con theo chơi cả. Được rồi, vậy thì đi với mẹ. Sau một hồi năn nỉ, thế là mẹ Lang Liêu dẫn theo cậu để đến nhà Dương Phi để làm việc. Tại đây, Lang Liêu gặp lại hai người anh là Lang Cả và Lang Hai. Dạ, chào Lang Cả, chào Lang Hai. Chào hai anh đi con. Ai thèm làm anh nó? Tụi anh muốn đi thả diều ở ngoài đồng. Lang Liêu muốn đi cùng không? Con mau đi đi, để đó mẹ làm cho. Em được đi chơi với hai anh thiệt hả? Mẹ ơi, cho phép con đi với hai anh nha. Con chơi xong sẽ về liền à. Ừ, cứ chơi vui đi. Lúc nãy anh Cả nói mình đi thả diều mà sao vô rừng vậy? Giờ tụi tao không muốn đi thả diều nữa, mà đi hái nấm được không? Tụi mình hái nấm về cho mẹ em nấu cơm. Không phải vừa đi chơi mà vừa giúp mẹ được hay sao? Nhưng mình đã đi xa lắm rồi mà không thấy nấm. Ngay phía trước kia là chỗ nấm hay mọc rồi. Em hái thêm được nhiều lắm nè. Anh Cả, anh Hai, các anh đâu rồi? Anh Cả, anh Hai, đừng bỏ em à. Lang Cả ơi, Lang Liêu đâu rồi? Ơ, tụi con tưởng Lang Liêu về trước rồi chứ. Lang Liêu ơi, con đâu rồi? Lang Liêu ơi, con có nghe thấy mẹ không? Cảm ơn cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu? Tôi muốn ra khỏi rừng, cậu giúp tôi nha. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Tôi biết hai người anh của cậu cố tình để cậu trong rừng, để cho cậu bị lạnh và đói. Cảm ơn hổ. Lang Liêu ơi. Trời ơi, mẹ ơi, con đi nè. Con trai tôi, con có sao không? Con không sao, mẹ gỗ giúp con ra khỏi rừng đó. Cảm ơn gỗ đã giúp con trai tôi. Vì con trai bà cũng đã giúp ta. Sau này nếu Lang Liêu có việc gì cần ta giúp, ta luôn sẵn sàng. Hay là mẹ con mình về quê nha. Dạ, mẹ đi đâu con sẽ theo đó ạ. Kính mong vua Hùng đồng ý để mẹ con thiếp trở về quê sinh sống. Được rồi,
ta thấy mẹ con nàng ở đây cũng không được vui vẻ. Nàng cứ đưa Lăng Điêu về quê, nhưng nếu ở kinh thành có việc thì Lăng Điêu cũng phải tham gia đầy đủ. Dạ vâng ạ. Sau khi được vua cha đồng ý, hai mẹ con Lăng Liêu dẫn nhau về quê sinh sống. Hôm nay mẹ định làm món gì vậy? Ừ, mẹ sẽ làm một món bánh mà trước đến giờ con chưa từng được ăn đó. Wow, hoan hô mẹ. Hai mẹ con hoàng tử Lăng Liêu sống vui vẻ bên nhau ngày này qua tháng nọ. Cuộc sống tưởng cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một ngày. Mẹ ơi, cầm mẹ nước cho mẹ nè. Mẹ Lăng Liêu đổ bệnh và qua đời. Con về đây, ngày mai con lại ra thăm mẹ. Chó về nhà đi, tôi không phải là chủ của bạn. Bạn cũng bị bỏ rơi hả? Vậy chó về ở cùng với tôi, tôi có gì sẽ cho bạn ăn cái đó. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Lăng Liêu đã trở thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày, chàng vẫn làm nông, giống cuộc sống của mẹ và chàng năm xưa. Ông ơi, ông tỉnh lại đi. Đội ơn cậu. Ông đã ăn gì chưa? Có đói lắm không? Ông ăn đỡ cơm nắm nha. Dạ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cơm ngon lắm. Bây giờ ông định đi đâu? Ông chưa khỏe, có thể về nhà con để nghỉ ngơi dưỡng sức. Không cần đâu, tôi có việc phải đi. Đội ơn cậu lần nữa. Tôi chắc rằng những người tốt như cậu rồi sẽ được trả ơn. Con phải bảo vệ hoàng tử thật tốt nghe. Khanh đứng dậy đi, nói ta nghe, chuyến đi vừa rồi thu được gì? Thưa đức vua, trong số những hoàng tử thần đã gặp, chỉ có hoàng tử thứ 18, Lăng Liêu, là chịu khó làm việc, lại có tính thương người. Thần thấy chỉ có hoàng tử Lăng Liêu là có đủ tố chất để kế vị. Không biết trong cung có chuyện gì mà vua cha lại gửi giấy triệu tập các lang gấp. Cầu mong là sức khỏe của vua cha vẫn tốt. Cuộc sống của Lăng Liêu cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nhận được lệnh vua phải vào cung. Ta đây tuổi đã cao, không còn sống được bao lâu nữa. Việc nước lại lớn lao, ta muốn tìm trong số các con một người ưng ý để ta sẽ truy ngôi cho người đó. Người nối ngôi không những tài giỏi mà còn phải có tấm lòng nhân hậu bao dung. Ta có ý thế này, cũng sắp Tết đến xuân sang,
Con nào bà cho ta một mâm cỗ ngon nhất, có ý nghĩa nhất để dâng lên cúng tổ tiên thì ta sẽ truyền ngôi cho người đó. Ta sẽ đi lùng cho được những món sơn hào hải vị quý nhất thế gian để dâng vua cha. Còn em sẽ theo anh lên rừng xuống biển để giúp anh lên ngôi vua. Còn em định dâng vua cha những gì? Em không biết. Trong nhà em không có gì đáng giá. Cũng phải. Vậy thì thôi, đừng có tham gia nữa. Đồ ăn không ngon sẽ bị vua cha phạt đó. Vậy thì em đi nói với vua cha không tham gia nữa. Ê, đừng có phiền đến vua cha. Ngày đó em không mang đồ đến là được. Ừ, xin phép hai anh em về quê. Chạy. Con ơi. Mẹ. Mẹ về rồi. Ta biết con đang rất lo lắng vì chưa biết chọn gì dâng vua cha trong dịp lễ tuyển chọn sắp tới. Con nè, trong trời đất không gì quý bằng hạt gạo. Gạo là thức ăn nuôi sống con người chúng ta. Con có còn nhớ những món bánh trước đây mẹ con ta từng làm không? Dạ, con nhớ. Tốt lắm. Mẹ tin là con sẽ làm được những chiếc bánh ngon nhất dâng lên vua Hùng. Thì ra là mơ. Chắc cậu không nhớ tôi. Hồi nhỏ tôi đã được cậu chữa trị và băng bó vết thương cho. Hậu có thể giúp tôi thoát khỏi cái hố này không? Anh tìm ai thế? Sao? Sao em lại ở đây? Giờ anh đến nhà em làm gì? Em thật kỳ lạ. Chúng ta là huynh đệ, đến nhà thăm nhau thì đã làm sao? Em không mời anh vào nhà sao? Dù sao, em cũng là một hoàng tử. Sao có thể ăn ở đơn sơ như vậy? Đúng là trong nhà chẳng có gì quý giá hết. À, trong nhà nông có lúa gạo. Hai anh có cần thì em đông cho một ít về dùng. Thôi thôi, không cần đâu. Em lo nghỉ đi. Anh về lo thứ ngon vật lạ cho cha. Vậy mời anh hai, em không tiễn nhé. Mẹ ơi, con nhớ lời mẹ dặn. Con sẽ cố tạo ra món bánh chứa được tình thương của đất mẹ bao la. Em đã chăm chỉ thám thính cho anh cả rồi. Lan Liêu thoát khỏi khu rừng đó, nhưng chỉ ở nhà ngủ, sau đó là nấu ăn, không đi mua cái gì quý giá hết. Tốt, vậy là nó chịu bỏ cuộc rồi. Anh dâng cha món gì mà thịnh soạn vậy? Thưa cha, đây là món canh yến quyết hầm nhân sâm, ngàn năm quý hiếm bậc nhất nước ta. Con đã cất công đi lấy từ vùng núi xa xôi hiểm trở. Con xin dâng người à. Được lắm. Thưa vua cha, con xin dâng người món cá mập đại dương. Để có được món này, con đã cùng gia nhân dông thuyền đi rất xa mới lấy về được đó à. Cảm ơn con. Sao Lăng Liêu chưa tới dâng món ăn? Em ấy có nói nhà chẳng có thứ gì quý để dâng à. Thưa vua cha, con đến muộn, mong vua cha thứ tội. Một ngày trọng đại như vậy, sao con lại đến trễ? Thưa vua cha, hôm kia con bị những mũi tên lạ tấn công trong rừng nên không thể về nhà. Hôm qua con mới bắt đầu chuẩn bị, do phải đợi bánh chín nên con đến muộn. Món bánh dâng vua cha vẫn còn nóng đây ạ.
Thôi được rồi, con chuẩn bị món bánh gì mà những hai ngày mới xong? Đâu, mau mở ra cho ta xem đi. Thưa cha, đây là món bánh làm từ gạo nếp ạ. Cái gì? Làm từ gạo nếp? Sao em lại chọn cái thứ tầm thường như thế để làm món dân cổ cho vua cha chứ? Thưa cha, gạo nếp không phải sơn hào hải vị gì quý hiếm, nhưng nó lại là thứ quan trọng và thiết thực đối với con người. Vì vậy, con chọn nó để làm thành những chiếc bánh này. Hoàng tử Lăng Liêu nói đúng lắm. Nếu không có gạo thì chúng ta không thể sống được. Bánh này kết hợp mùi thơm của nếp và đậu xanh, thêm bên trong hành củ, thịt heo, bên ngoài được gói bằng lá dong, tạo nên sự kết hợp của đất mẹ. Đất mẹ thương con người nên cho hạt lúa, trời cha cho lửa sưởi ấm, mưa thuận gió hòa. Hay, hay lắm. Một món bánh được làm từ những thứ rất dân dã nhưng lại vô cùng thiêng liêng. Để ta ăn thử xem vị của nó thế nào. Chà, một hương vị vừa lạ vừa quen nhưng lại rất đậm đà khó quên. Nào, mời mọi người cùng thưởng thức. Ai dạy con làm được loại bánh này? Con đã đặt tên cho bánh này chưa? Dạ, con chưa đặt tên. Bánh này con được mẹ dạy làm, nhưng lúc làm với mẹ chưa có hình dạng cụ thể. Lúc thì hình này, lúc thì hình kia. Này con thật nghĩ, hình vuông tượng trưng cho mặt đất màu xanh, hình tròn tượng trưng cho bầu trời trắng và mịn. Vậy ta sẽ đặt tên giúp cho con. Bánh chưng là hình vuông, bánh dày là hình tròn. Mỗi năm đến Tết, dân ta sẽ làm bánh dày dâng lên tổ tiên đất trời. Ta tuyên bố Hoàng tử Lăng Liêu thắng cuộc. Cũng kể từ đó, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì trong người dân, mỗi gia đình đều quây quần bên nhau làm bánh chưng, bánh dày để dâng lên cúng tổ tiên và trời đất. Truyền thống đó còn lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Ngày xưa, ở một đất nước có tên là Bảo Bình, có chàng trai tên Hansen sống cùng mẹ trong ngôi làng nhỏ cạnh khu rừng đen. Vào một ngày nọ, những tiếng gầm gừ dữ tợn phát ra từ khu rừng bỗng chốc trở thành nỗi sợ hãi của người dân. Đó cũng chính là lúc thú dữ xuất hiện. Con hổ dồn chết hai người làng chúng ta rồi. Bên này chúng ta khổ rồi. Con hổ to lớn lắm, hai mắt nó to đỏ rực như máu. Ở chung hồ phải bốc lao, bốc lao liên tục nó mới bỏ chạy đó. Mẹ ơi, làng ta có thêm hai người bị hổ vồ rồi. Cha con cũng là người thợ săn tài giỏi, ông cũng đã từng chiến đấu với hổ dữ. Sau này con cũng sẽ giống như cha. Hansen à, cha con vì cứu một tiều phu đốn củi trên rừng, ông chiến đấu với hổ đó, bị thương rồi mất. Cha của con thật là dũng cảm. Đã 12 năm rồi, bây giờ hổ lại xuất hiện. Dân làng ta sẽ làm cách nào đây? Mẹ, con sẽ thay cha bảo vệ mẹ. Nhưng con không biết phải làm sao đây. Con muốn giúp đỡ và bảo vệ dân làng. Nếu vậy thì con phải rèn luyện bản thân thật khỏe mạnh, phải tài giỏi mới có thể đối đầu với thú dữ. Con sẽ cố gắng hết sức mình. Các chú bác cứ vào trong nhà, chúng ta cùng nhau bàn tính kế diệt trừ thú dữ. Đúng rồi, chúng ta hãy tìm cách diệt trừ nó để bảo vệ sự yên bình cho ngôi làng. Nó to lắm, tôi e rằng chúng ta không diệt được nó, mà chỉ tìm cách cho nó đừng xuống làng thôi. Ông nói đúng.
tại sao ta bắn không trúng mũi tên nào vậy? Chắc mình phải cố gắng hơn nữa. Hansen, con phải kiên nhẫn luyện tập, đừng nản lòng. Có chí, ắt làm nên con à. Ừ, con cũng cố gắng lắm, nhưng từ chiều đến giờ chẳng trúng mũi tên nào. Có ai không học mà nên khôn đâu. Con hãy cố gắng kiên trì luyện tập, rồi cũng sẽ thành công thôi. Bà con mau đến đây, đến đây. Con hổ rất lớn, chúng ta không giết được. Cần phải đề phòng nó xuống đây. Ban đêm đốt lửa trước cổng làng, hổ thấy lửa sẽ sợ. Làm sao chúng ta lên rừng lấy củi đây? Chúng ta phải đi đông người, đi thành từng đoàn để còn ứng biến giúp đỡ lẫn nhau. Ban đêm bà con khóa cửa, che chắn cẩn thận. Khi có động thì gõ nồi, gõ thùng thật lớn. Nhà khác nghe thấy tiếng gõ thì phải gõ theo, cho hổ kinh sợ mà bỏ chạy. Bà con nhớ rõ không? Bác trưởng làng ơi, nhà tôi có nuôi gia súc, vậy phải làm thế nào để bảo vệ gia súc đây? Chúng ta phải đóng chuồng nhốt chúng vào, chung quanh đào hố đặt bẫy. Hay là các mũi tên này bị cuốn, ta phải chuốt lại cho thật sắc. Thôi, chúng ta mau về nhà. Bà con hãy cẩn thận cửa nẻo, chuồng trại nha. Hôm nay con luyện cung cũng có chút tiến bộ đó. Mẹ nghĩ con phải có sức lực mạnh mẽ hơn thì mũi tên mới cắm sâu vào bia được. Dạ, nhưng thôi, mẹ nên vào nhà ngủ đi, con luyện thêm một chút nữa. Ừ. Ta luyện cung có sai chỗ nào không? Ngươi cười cái gì? Bắn tên quá dở. Dở thì ta cố luyện tập thêm. Nhưng nhà ngươi là ai? Yên ngựa. Yên gì thì yên, hãy để ta yên. Ta đã nói cậu bắn quá dở mà. Kệ ta. Trả lại cho ta. Tay của ta. Ngươi đi chỗ khác chơi, để cho ta tập luyện. Nếu không ta bắn thật đó. Xin tha mạng cho tôi, tôi chỉ đùa giỡn chút thôi mà. Ngươi ở đâu thì về đó đi, đừng có phá ta nữa mà. Ta cần phải tập luyện trừ thú dữ để giúp đỡ dân làng của ta. Ngài bắn cung dở quá. Tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu người trên lưng ngựa, ai cũng tài giỏi, bách phát bách trúng hết á. Ừ, sao ngươi biết? Thì tôi là cái yên ngựa mà, và tôi đã từng có rất nhiều chủ nhân, họ rất tài giỏi. Ê, cho tôi theo hầu ngài đi, tôi sẽ dạy ngài bắn cung. Ngươi có hình thù như vậy, mẹ ta mà nhìn thấy chắc chết ngất luôn á. Ngài đừng có lo, tôi có thể biến thành cái yên ngựa hoặc là hình thù khác, mẹ ngài sẽ không sợ đâu. Lo, nghe đây, nhà vua giết cáo thị, hễ ai trừ hại cho dân một con thú dữ nào thì được trọng thưởng. Lo. Con bắn được không mẹ? Con trai mẹ giỏi lắm. Nhưng con hãy nhớ câu này: thắng
không kêu, bại không nản nha. Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy. Con hãy dùng tài bắn cung của mình để bảo vệ kẻ yếu, tiêu diệt thú dữ, và nhớ là đừng bắn những loài thú nhỏ tội nghiệp lắm. Dạ mẹ, con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Cảm ơn ngươi đã luyện tập cho ta. À, mà ta muốn hỏi, vì sao ngươi lại muốn giúp ta vậy? Mấy chục năm qua, tôi cô độc một thân một mình, không có người bạn nào để vui đùa nói chuyện hết. Bản thân của tôi là phải nằm trên lưng ngựa. Không được như vậy nên tôi cảm thấy mình vô dụng quá. Được rồi, hễ có dịp thì ta sẽ giúp ngươi mà. Hôm nay ta vào rừng để tập luyện thêm. Ngươi ở nhà nha. Chủ nhân, ngài đi mau về mau. Mẹ ơi, con đi nha. Hãy để ý và bảo vệ mẹ của ta. Ngài yên tâm, thưa chủ nhân. Tiếng gầm này là tiếng của hổ. Nghe gần quá. Chắc nó đang ngồi cùng heo của nhà nào. Nhưng mà nó đâu rồi? Cụ ơi, cụ ngồi yên trong đó, đừng chạy ra nha. Con không giúp được đâu. Nó xuống làng, cô lùa heo vào chuồng mà không kịp nên nó lôi đi hai con to nhất. Cô bị ngã nên trật chân rồi. Dám xuống đây giết hại dân làng sao? Người thật đáng tội mà. Con hổ bị bắn hai mũi tên rồi. Bảo vệ con thôi. Dân làng ơi, mau đi giúp đỡ một tay đi. Con chạy theo thật nhanh ngăn mẹ của Hansen lại, kéo bà ấy gặp nguy hiểm. Bác trưởng làng nói thím đừng chạy vào rừng, kéo gặp nguy hiểm. Nhưng Hansen nếp vào rừng chỉ có một mình thôi. Cháu biết, nhưng thím hãy chờ bác trưởng làng tới rồi hãy tính. Cháu xin vào đó phụ giúp với Hansen diệt hổ mà. Không ngờ Hansen lại bắn cung giỏi như vậy. Hansen vào rừng chỉ có một mình ư? Sao cậu ấy can đảm vậy? Trời ơi, thật kinh khủng, không nên đâu. Trưởng làng, chúng ta cùng kéo vào rừng để hỗ trợ Hansen chứ. Chỉ để thanh niên trai tráng cùng với tôi vào đó thôi. Bà con còn lại toàn là phụ nữ, không thể vào đó được. Ông không vào đó được đâu, trưởng làng à. Ông phải ở vòng ngoài để con chỉ đạo người vào tiếp ứng chứ. Dạ, chuyện này hãy để thanh niên trai tráng như con vào hỗ trợ với em Hansen thôi. Thưa trưởng làng, để con, anh Alex và Anton đi vào rừng thôi. Các bác các chú hãy chờ tin chúng con. Vậy thì ba cháu vào ngay đi. Chúng ta cần phải đến sát bìa rừng để chờ đợi và có thể giúp họ khi cần thiết. Đúng vậy, chúng ta phải đi theo hỗ trợ con cháu chúng ta. Hansen! Hay là Hansen bị sao rồi phải không? Nãy giờ đâu có nghe tiếng hổ gầm, chứng tỏ là nó đang bị thương nên không xuất hiện đó. Hay là chúng ta vào sâu trong rừng rồi gọi cô ấy. Hansen ơi! Em ở đâu? Hansen! Em ở đây. Em đi theo vết máu của con hổ tới đây. Có ba anh đi cùng hỗ trợ cũng tốt, nhưng ta không thể để các anh gặp nguy hiểm được.
À, ba anh leo lên cây núp sẵn để một mình em đánh động nó. Không thể được, bọn anh vào đây hỗ trợ cùng em mà. Để em một mình chiến đấu với hổ thì không được đâu. Em hiểu, nhưng em nghĩ một mình em dễ xoay sở hơn. Nếu lúc đó không xuể thì nhờ các anh giúp sức thêm cũng được mà, có phải không? Đúng vậy. Nè hổ, mau ra đây, có ta chờ đợi ngươi nè. Nếu thấy nguy hiểm thì gọi lớn, bọn anh sẽ xuống ngay. Cẩn thận, hổ xuất hiện rồi. Anh Sen à, em thiệt là giỏi. Vậy mà trước giờ dân làng không ai biết em tài giỏi tới vậy đó. Đúng vậy, bọn anh thường xuyên đi săn mà cũng không bắn cung tài địch với em đâu. Mọi người tránh ra. Nó quấn cả hai tay chúng ta rồi. Các anh có sao không? Tụi anh thì ổn rồi, nhưng không biết là anh Alex có sao không nữa. Hay là anh khiêng anh ấy ra ngoài cho dân làng cứu, được không? Không kịp đâu. Hai anh khiêng anh Alex nấp vào hốc đá nào đó đi. Nhanh lên. Nè, ta tha cho người đó. Hãy đi đi. Anh Sen bị đông uống rồi. Anh Sen, em cố gắng rút được hai tay ra thì mới thoát được. Sao trong đó yên lặng quá vậy? Bọn trẻ có chuyện gì không? Lúc nãy thì ầm ầm như trời nghiêng đất lở, bây giờ thì yên lặng, tôi cũng không thể hiểu nổi. Bây giờ phải làm sao đây? Với tài bắn cung của Anh Sen, tôi tin cháu nó chắc sẽ diệt được hổ rồi. Diệt được rồi sao vẫn chưa ra? Hay là... hay là bà cháu kia có bị gì chăng? Mau thả ra cung tên kia. Các anh bắn tên nó có hiệu quả đó. Em rút ra được một tay rồi. Mày thả ta ra không? Không thả thì đừng trách ta. Em có sao không? Em vào hốc đá làm nghỉ một chút đi. Nó bị thương nặng rồi. Sao em biết mà bắn vào cổ họng nó vậy? Em không sao rồi, do té hơi đau thôi. Em thấy da nó dày quá nên nghĩ phải bắn vào miệng thôi. Tại sao ngươi không ở yên ở trong rừng sâu mà lại ra đây hại người làm chi? Để đến nỗi phải bị như vậy chứ. Loài người chúng ta đâu có hại gì lũ các ngươi, sao phải gây nguy hại cho chúng ta chứ? Thôi, chúng ta mau quay về. Kể từ bây giờ, làng chúng ta thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ừ, chắc dân làng đang đợi đó. Chúng ta mau quay về thôi. Hai người tránh ra. Trời ơi, em có đủ sức hạ nó không? Được lắm, cứ lại đi. Đừng ăn hiếp loài người chúng ta nha. Đây là tiếng gầm của con báo. Không lẽ các cháu đụng độ một lúc cả hai con mảnh thú sao? Thôi nguy rồi, trưởng làng ơi. Con này là em tiêu diệt đó hả? Chứ còn ai nữa? Một mình em mới chiến đấu. À không, cũng nhờ các anh. Giờ chúng ta đi về. Nhờ dân làng vào đây lôi xác mãnh thú,
dâng cho vua lãnh thưởng. Không chờ được nữa, chúng ta đem giáo mát cung tên theo, mạnh dạn vào rừng cứu bọn trẻ. Hãy vào thôi, chúng ta cũng tiến vào. Đi thôi, chúng ta phải đi rồi. Đi. Ta hứa bắt một con ngựa cho cái yên, nhưng ta biết tìm con ngựa ở đâu bây giờ? Rừng này không biết có con ngựa nào không đây. Sao hôm nay khu rừng yên tĩnh lạ thường vậy? Chim nhỏ bé kia không? Ta cho người biết tay. Người cứ đậu trên vai của ta, xem chim ưng làm gì được nào. Người dám hiếp đáp chim nhỏ thì ta cho ngươi một bài học. Đó, ta đã nói đừng ăn hiếp chim nhỏ mà ngươi lại không nghe. Thôi, để ta rút tên ra, ngươi tự chữa trị vết thương đi. Ngươi mau về tổ đi, đừng rong chơi nữa mà gặp nạn. Ân nhân, xin dừng lại. Cô ấy là ai? Tôi là tiên nữ, là chim hồng tước. Cô là tiên thật sao? Tôi chính là tiên nữ, là đệ tử của Thiên Nga Trắng Nữ Dương. Ân nhân cần gì, tôi sẽ đền đáp ơn cứu mạng này. Mình không cần tiền tài gì cả, mà cũng chẳng có ai ước sống mãi không chết. Cảm ơn tiên nữ, tôi không cần gì cả, chỉ mong muốn sống vui vẻ, bình an với mẹ già thôi. Tôi mang ơn thì phải trả, xin chàng đừng để tôi phải áy náy. Nào, chàng hãy nói đi, hãy nói là mình cần thứ gì đó. Thật ra tôi vào đây chỉ cốt tìm một con ngựa, vì tôi đã có cái yên rồi nên không mong muốn gì khác hết. Tôi sẽ tự đi tìm con ngựa, tôi không cần cô trả ơn gì đâu. Tôi biết có một con ngựa tốt nhất trên đời, đó là con thần mã, chạy nhanh hơn gió. Ai có được nó thì người đó sẽ có thể đi đến muôn nơi. Con thần mã sao? Chạy nhanh hơn gió à? Từ đây đi thẳng về hướng bắc, chàng sẽ tới một cái hồ. Mỗi ngày khi mặt trời mọc, thần mã sẽ chạy tới bên hồ uống nước. Khi đó chàng sẽ bắt giữ lấy thần mã. Nhưng chàng nhớ kỹ, thần mã muốn vùng vẫy thế nào chàng cũng không được thả nó. Nó không chịu cho tôi bắt nên dùng vẫy để thoát. Tôi làm sao để ép nó theo mình? Chàng nhất định không thả nó ra thì chàng sẽ thuần phục được nó thôi. Hãy nhớ lấy lời ta căn dặn nhé. Nó có vùng vẫy cỡ nào, chàng cũng không được buông tay. Ta sẽ có một con thần mã để cậu có thể ngồi trên lưng nó. Mà mẹ của ta đâu rồi? Mẹ của chủ nhân đang bắt cá ngoài ao sau nhà. Ngài yên tâm đi, có tôi ở đây, bà sẽ không sao đâu. Còn chuyện thần mã là sao? Làm sao để có được thần mã? Hãy kể cho tôi nghe với chủ nhân. Ta sẽ đi tìm thần mã. Thích quá! Không ngờ tôi sắp được làm bạn với thần mã. Cả ba chúng ta là bạn với nhau. Ôi không, ngài là chủ nhân của hai chúng tôi. Con ơi, có việc gì vui, con hãy nói cho mẹ biết đi. Con cứu được chim hồng tước khỏi chim ưng. Không ngờ chim hồng tước là tiên nữ. Cô
Cô ấy chỉ cách cho con thu phục thần mã đó mẹ. Thần mã à? Vậy thì tốt quá. Con đang lo buồn chuyện gì? Hãy nói rõ cho mẹ nghe đi nào. Nhưng ở nhà chỉ có một mình mẹ, con thật sự là không có an tâm. Mẹ không sao đâu, mẹ biết lo cho bản thân mình mà. Con đừng lo cho mẹ, hãy mạnh mẽ lên. Nhưng con đi thì phải hết sức cẩn thận nha. Mẹ cứ yên lòng, con nhất định sẽ cẩn thận. Tôi cũng nhờ ông bạn dạy bắn cung nên mới có thể trừ hại cho dân. Tôi cảm ơn ông bạn thật nhiều. Ôi không đâu chủ nhân, ngài thành công là do năng lực của ngài đó chứ. Tôi thật sự nể ngài mà. Ngày mai chúng ta đi thu phục thần mã, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho mẹ già. Chủ nhân đừng có lo, khi ngài đi vắng á, tôi thấy có vài người phụ nữ qua giúp đỡ mẹ của ngài đó. Được, vậy ta yên tâm phần nào. Ta muốn ngủ một chút cho lại sức, ngày mai lên đường. Bạn có ăn không? Thưa chủ nhân, tôi không cần phải ăn bất cứ thứ nào hết. Mà ngài đi bộ như vậy thì lâu lắm. Chứ ta biết đi bằng gì? Ông bạn không ăn thì có uống nước không? Không ăn, không uống thì người nhẹ tên. Đặt lên lưng con thần mã khi nó phi nhanh thì ông bạn bay mất tiêu luôn đó nha. Thôi đúng rồi, ngài nói tôi mới nhớ. Tôi chỉ biết phép thuật là đưa bất cứ thứ gì lên cao hay xuống thấp thôi. Thì liên quan gì chứ? Sao mà không liên quan? Tôi có thể đưa ngài lên cao hay hạ ngài xuống thấp để có thể đến chỗ thần mã nhanh hơn. Cảm ơn ông bạn đã giúp ta đi được tới đây. Cảm ơn cái gì? Bổn phận của tôi là phải tuân phục ngài mà. Ai giúp đỡ mình thì phải cảm ơn. Mẹ của ta đã dạy như vậy. Mà ông bạn nghĩ như thế nào về ta? Chủ nhân là một người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, hiền lành trung thực nữa. Ồ, ta ghê gớm tới vậy sao? Không đâu, ta cũng sợ lắm á. Chủ nhân thấy tôi hình thù như vậy á mà còn không sợ thì còn sợ cái gì được. Khi ta nhìn thấy mấy con mãnh thú thì ta cũng sợ lắm. Nhưng lúc đó suy nghĩ cần phải trừ hại cho dân lành, cho mẹ ta được sống bình an thì ta hết sợ nữa. Chủ nhân hiếu thảo và rất can đảm, tôi xin theo hầu chủ nhân thật không sai. Ông theo ta mà ta không giúp được ông cái gì, ta ái nái lắm. Tôi theo hầu một người nhân hậu trung thực là vinh hạnh cho tôi lắm rồi. Thôi ngài ngủ một chút đi, sáng mai tôi sẽ gọi ngài dậy. Nè chủ nhân, chủ nhân, thức dậy và chuẩn bị đi. Chim tiên dạy ta không được buông nó ra. Nào, để xem ngươi thua hay ta thua nhé. Ông thần mã này, làm thêm mấy lần như vậy nữa thì ta không chống cự nổi. Phải làm sao đi? Nè ông bạn, ngoan đi. Ông theo ta để giúp đời, trừ hại cho dân, chứ không phải ta là người xấu đâu. Ngươi đã giúp được đời cái gì rồi? Ta đã diệt hổ, trăng và báo để trừ hại cho dân làng của ta. Chỉ dựa vào mỗi mình ngươi thôi hả? Ta làm chứng đó, chủ nhân của ta đã tiêu diệt ba con mãnh thú đó. Ai nói đó? Ta chính là Yên Ngựa, vì nể trọng chủ nhân nên mới đi theo hầu ngài ấy. Thưa chủ nhân dũng cảm, tôi cũng xin thần phục ngài. Bây giờ ngài muốn đi đâu? Ta muốn được xem mọi người trên đất nước Bảo Bình này sinh sống ra sao. Thần mã, hãy đến kinh thành.
Thưa chủ nhân, ngài hãy đi xem đi. Khi nào cần, ngài chỉ gọi một tiếng, tôi sẽ đến ngay. Nơi này rất gần kinh thành, sao lại hoang tàn, sơ sát như thế này? Tại sao đang cầu nguyện mà cụ ấy lại khóc? Có quẩn khúc gì đây chăng? Thưa chủ nhân, tôi nghĩ là họ đang gặp chuyện gì đó, ngài hỏi thử xem sao. Cụ ơi, có chuyện gì xảy ra vậy? Hỏi người khách lạ, người không biết rằng ở đây chúng tôi sắp chết khát rồi sao? Xin cụ hãy nói rõ cho con biết, xem con có giúp được gì không. Tại sao lại chết khát? Không lẽ cả một đất nước mà không có nước uống hay sao? Không giúp được đâu. Người nhìn xem, ở dưới chân núi phía tây kia có dòng suối, bên cạnh còn có một cái hồ, nước trong vắt, sạch sẽ. Hồ nước đó chính là nguồn sống của chúng tôi. Ai ngờ đâu, có một con mãng xà ở đâu tới, đến hôm nay nó ăn thịt mấy chục người rồi, không ai dám đến lấy nước nữa, đành phải chịu khát thôi. Hai đứa cháu của tôi, tụi nó thường ra hồ chơi, bị con mãng xà đó nuốt vào bụng rồi. Ôi, hai người con của tôi, con ơi là con. Con mãng xà này, dám hiếp đáp dân lành như thế sao? Để con đi lấy nước cho, xem nó làm được gì. Sao chủ nhân không gọi thần mã để đi cho nhanh? Chuyện này nhỏ quá, không cần phải gọi thần mã đâu. Tôi thật sự nể phục ngài đó, vì người dân mà chuyện nguy hiểm gì cũng dám làm. Không lẽ ông thấy ta gặp nguy hiểm mà bỏ hả? Tôi không đủ sức hạ được con mãng xà đâu chủ nhân à. Con mãng xà lớn quá. Tôi thấy rồi chủ nhân, hèn chi người dân rất sợ hãi. Nhìn nó mà nhớ tới con trăng quấn ta lúc trước, khủng khiếp thiệt. Chủ nhân cứ tự nhiên múc nước đi, đừng có tỏ vẻ sợ hãi nó. Nước đã có rồi sao? Thiệt là bất ngờ à. Có nước rồi bà con ơi. Bà con đến đây uống nước đi. Có nước rồi. Bà con uống từ từ, đừng uống nhanh quá sẽ bị sặc nha. Sao trời lại tạo ra chứ con mãng xà này cho chúng tôi phải khổ như vậy chứ? Chắc chúng ta không làm việc thiện nên ông trời cho chúng ta một bài học mà. Con khát quá, cho con uống nước. Tôi e là lần này nó sẽ tấn công chủ nhân đó, hãy cẩn thận nha. Kệ, ta không suy nghĩ gì nữa, cứu người là trên hết. Ta không chọc ngươi thì ngươi đừng chọc ta đó. Khôn hồn thì rời khỏi đây, để con người sinh sống. Nè, ngươi không được lại gần ta đó. Chủ nhân cứ thoải mái múc nước, đừng tỏ vẻ sợ nó, để tôi canh nó cho. Cảm ơn ngươi. Tôi nghĩ rằng thùng nước này nên chia cho người già, phụ nữ và trẻ em uống trước. Mọi người nghĩ sao? Thưa quốc vương, có một chàng thanh niên trẻ tuổi đã dám đến hồ nước múc nước đem về cho dân uống mà không bị sao cả. Làng kia có dũng sĩ giết một lúc 3 con mãnh thú. Ở đây có một người dám đến trước mãng xà xách nước. Vậy là có người tài giúp ta cứu dân rồi.
Hãy đưa ta đến đó. Để bà con được yên ổn sinh sống, tôi xin đi tiêu diệt con mãng xà hại người này. Thiệt hả? Đúng rồi đó. Quốc Dương cũng có đem một đội lính tiêu diệt nó, nhưng nó quật ngã tan tác lính trang, còn nuốt bốn người một lúc vô bụng đó cháu à. Chắc có lẽ là nó no bụng rồi nên không muốn nuốt thêm ai nữa. Cậu bé này lấy được nước chính là nhờ vậy. Hay là chúng ta cùng kéo tới, mỗi người một thùng nước rồi chạy về. Hãy cho ta biết dũng sĩ nào dám lại hồ lấy nước vậy. Muôn Tâu Quốc Dương, thần tên là Hansen. Hansen, có phải người vừa mới giết một lúc hổ trăng và báo đó không? Tâu Dân, chính là thần, thưa Quốc Dương. Người làng của ngươi đã được nhận thưởng rồi, vì sao hôm nay ngươi lại lên kinh thành? Hãy đứng lên nói ta nghe. Thưa Quốc Dương, thần chỉ muốn đi khắp nơi để xem cuộc sống của người dân như thế nào. Nếu họ có gặp nguy hiểm hay cần gì thì thần sẽ giúp đỡ họ. Khá khen cho nhà ngươi tuổi trẻ tài cao mà lại có lòng trung thành với nước, biết yêu thương, giúp đỡ người. Nếu trừ được mãng xà, ta sẽ trọng thưởng. Ngươi có muốn làm quan không? Đúng rồi, hãy làm quan đó. Đúng rồi đó. Cảm ơn Quốc Dương đã quan tâm, nhưng thần không muốn bị ràng buộc nơi quan trường, chỉ muốn ngao du thiên hạ thôi. Trời cũng đã về chiều rồi, xin cho thần được đi sớm để đánh đuổi mãng xà, trừ hại cho dân. Hansen, nhà ngươi cần bao nhiêu quân lính? Thần không cần quân lính nào cả, chỉ một mình thần thôi, thưa Quốc Dương. Chủ nhân, ngài lo lắng điều gì mà thở dài vậy? Mãng xà có chất độc. Buổi tối mắt nó lại sáng hơn con người nữa đó. Ngài đã từng bị trăng quấn nên ám ảnh bởi con vật này thì không có gì lạ. Chủ nhân, sao lâu quá ngài không gọi tôi? Đừng, ông ấy là yên ngựa đó. Chủ nhân, chúng ta đang lo lắng về trận chiến sắp tới với con mãng xà. Bây giờ ngài không giúp chủ nhân á thì còn đợi lúc nào nữa? Chiến đấu với mãng xà hả? Tôi sẵn sàng giúp chủ nhân mà. Vấn đề là chủ nhân đang e sợ sự nguy hiểm vì nó có độc, chưa tìm được cách để chế ngự nó đây. Ngài phải tự tin lên. Nếu chủ nhân mà chiến thắng con mãng xà thì sau này ngài sẽ không sợ bất cứ mãnh thú nào nữa. Ngay cả tôi tài giỏi như vậy mà ngài còn không sợ thì không cần phải sợ con nào hết. Ngài tài giỏi quá ha. Tôi cũng tài giỏi vậy. Không tin hỏi chủ nhân đi. Chính tôi đưa chủ nhân đi thật nhanh đến đây gặp ngài đó. Ta không biết ngươi tài giỏi ra sao. Ủa, thì ra nhà ngươi gián tiếp làm cho ta mất tự do đó hả? Vậy thì ngươi biết tay ta. Chủ nhân ơi, cứu tôi. Cái hậu chủ nhân giúp đời, giúp người mà ngài nói là mất tự do hả? Chủ nhân, con ngài nói vậy có đúng không chứ? Không sao, thần mã đang đùa ngươi thôi. Chủ nhân, ngài hãy tự tin lên. Chúng tôi sẽ giúp ngài diệt trừ con mãng xà đó. Được rồi, cả hai yên tâm. Hai lần trước ta đã làm ngơ cho nhà ngươi, giờ lại tới đây làm gì nữa? Được lắm, lần này ta sẽ nuốt sống ngươi. Khá khen cho ngươi dám tới đây quấy nhiễu dân lành. Ngươi ở đâu thì về nơi đó, ta sẽ tha cho ngươi mà không tính toán. Chỉ dựa vào một mình ngươi sao? Chủ dân ta dân hậu muốn tha chết cho mi, vậy mà mi còn không biết hay sao? Để ta xem chủ tớ nhà ngươi làm gì được ta. Con mãng xà phun khói độc khiến ta không nhìn thấy được gì. Thần mã, ngài xuống thấp một chút đi, để tôi còn nhìn thấy con mãng xà đang nằm ở đâu mà làm đôi mắt cho chủ nhân chứ. Nó ở bên trái kìa, đang ngóc đầu lên. Bắn đi. Ngài bắn chặt hai mũi rồi, còn một mũi thì có trúng vào mình nó kìa. Tôi không quen ngồi trên lưng ngựa bắn tên.
thì bây giờ con nó làm bia mà thập đi. Thần mã làm chân, tôi làm mắt cho ngài. Nếu không tiêu diệt được nó thì cả ba chúng ta khó có thể trở về được. Ta nằm yên và chờ đợi chúng bay xuống thấp hơn. Nó sẽ dịch sang chỗ khác, cuộn tròn rồi nằm yên. Chắc nó nằm nghỉ mệt. Thừa cơ hội này chúng ta tấn công đi. Cứ chờ xem. Con này khốn thật, nó nhả khói để chúng ta không thấy nó mà xuống gần hơn đó. Chỉ còn ba mũi tên này, bắn không trúng nữa thì không còn cách nào khác. Cứ tự tin lên chủ nhân à. Lúc này chính là lúc việc đó được rồi đó chủ nhân. Hãy coi mũi tên của ta. Ta hứa sẽ cung cấp cho ngươi nhiều bò, ngựa và phong ngươi làm tể tướng. Quốc vương nói đúng, người dân chúng tôi coi ngài như vị thần, xin ngài nhận chức quan để bảo vệ người dân chúng tôi. Xin hãy ở lại với chúng tôi. Xin cảm ơn quốc vương đã chiếu cố đến thần. Xin cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Nhưng tôi chỉ muốn đi khắp nơi để giúp đỡ người đang gặp khó khăn thôi. Nhân, đây là nơi ngài cần phải đến. Nơi này là nơi nào? Sao người biết nơi đây mà đưa ta đến? Ôi thôi đi ông thần, tôi nhức đầu quá à. Ông nói chứ đừng có nhảy nữa. Ta đang mừng vì đến nơi đây. Chúng ta sẽ có thêm một chủ nhân nữa. Thêm một chủ nhân nữa là làm sao? Người nói vậy là sao? Thì ngài cứ đi vào kinh thành rồi sẽ rõ thôi. Chánh đường, chánh đường, chánh đường, chánh đường, chánh đường, chánh đường. Quốc vương, quốc vương vạn tuế, vương quốc hạnh phúc vạn tuế. Chào thần dân của vương quốc ta. Chào quốc vương hạnh phúc. Chào quốc vương hạnh phúc. Chào quốc vương hạnh phúc. Ôi trời ơi, công chúa Annette sáng đẹp như mặt trời. Đúng vậy đó. Hãy tung hô công chúa Karina đi. Công chúa Karina sống trong vườn hoa thần mặt trời. Tại sao ta không có giang sơn riêng mà phải sống trong vườn hoa chứ? Người dân này thiệt là đáng ghét à. Công chúa Annie đẹp như hoa hồng trong nắng sớm. Hôm nay là ngày gì mà quốc vương và các công chúa ngồi kiệu diễu hành như vậy, thưa ông? Chàng trai trẻ chắc là người từ xa tới đây nên không biết. Hôm nay là ngày dành cho các chàng trai thi cưỡi ngựa bắn cung đó. À, chỉ có vậy thôi. Nhưng sao các cô công chúa lại diễu hành trên đường phố vậy? Chàng trai trẻ không biết rồi. Thì các chàng trai tài giỏi sẽ được các cô công chúa chọn mà ném thú cầu. Người đó sẽ là phò mã của vương quốc này. Ai cũng có thể thi, kể cả người ở những nơi khác đến. Cuộc thi thứ nhất, thi cưỡi ngựa. Chủ nhân, ngài mau nhảy lên, tôi sẽ cho ngài thắng trận đầu tiên. Ta không có ý muốn thi mà. Không được, bắt buộc ngài phải thi. Chủ nhân đã không muốn thi, vì sao ngài vẫn muốn ép chủ nhân thi chứ? Người biết gì mà nói. Nào chủ nhân, mau lên ngựa thôi.
Không biết thì phải nói cho người ta biết chứ, làm gì xấu tính dữ vậy. Thôi được rồi, ta đồng ý thi. Hai ngươi đừng có cãi nhau nữa. Chưa. Bắt đầu cuộc thi thứ hai, thi bắn cung. Ngồi trên lưng ngựa bắn cung không phải là chuyện dễ. Lúc chiến đấu với mãng xà, người đứng yên nên ta mới bắn trúng đó chứ. Chủ nhân hãy nghĩ là mình đang ngồi trên ghế và tự tin lên. Tôi sẽ đứng yên cho chủ nhân bắn cung. Cuộc thi này ngài cũng phải thắng thì mới đến cuộc thi gieo tú cầu chọn phò mã. À, giờ tôi mới nghĩ ra, có thêm chủ nhân chính là đây nè. Được rồi, lúc đó tôi sẽ đứng yên, không nhúc nhích gì cả, chủ nhân yên tâm. Thần tinh Hansen là thợ săn nghèo ở vùng quê tại Vương quốc Bảo Bình. Ngươi cưỡi ngựa giỏi, bắn cung tốt, nhưng ta không thể nào gả công chúa cho ngươi được. Hãy nhận vàng và rời đi đi. Thần chu du khắp nơi cũng chẳng cần vàng bạc đem theo làm gì. Xin quốc vương hãy tặng thưởng cho người khác. Chàng ấy không coi trọng tiền tài, danh vọng. Ta rất cảm ơn. Đi thật hả chủ nhân? Đi như vậy thì làm sao có thêm chủ nhân được nữa. Quốc vương nước này chỉ biết trọng người giàu mà không quan tâm tới người tài, đúng là xấu hổ mà. Chứ không lẽ hai người muốn ta tìm mọi cách để ở lại? Thôi, chúng ta tiếp tục tới nơi khác, xem người dân sống như thế nào. Thì đôi khi cũng phải hạ mình để có được hạnh phúc chứ chủ nhân. Theo như tôi hiểu về tướng mệnh của chủ nhân thì nơi này chính là cơ duyên của ngài. Vậy thì thần mã, ngài quay lại đi. Chúng ta nên rời khỏi đây. Tôi thấy công chúa Ách Ni nhìn chủ nhân đó. Tại sao con không ném tú cầu? Con không chọn được ai từ các chàng trai này sao? Con chọn chàng ấy. Con chọn ai nào? Thì ra con chọn chàng trai nghèo nàn đó sao? Nè, ông làm gì vậy thần mã? Nhanh lên thần mã ơi. Phụ vương, sao gia lại làm như vậy? Không lẽ trời lại sắp đặt như vậy sao? Ngươi nhận quả cầu của công chúa Annette, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Tâu quốc vương, cha thần là quan tể tướng, sự giàu có của cha sẽ mang lại cho công chúa sung sướng và hạnh phúc. Công chúa Annette, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Phò mã là con quan tể tướng thì rất giàu có. Con đồng ý, thưa phụ vương. Mặc dù ta chưa có công danh sự nghiệp gì cả, nhưng vàng bạc của cha ta thì có thể cho công chúa suốt đời sống trong sự giàu sang. Phụ vương phải ban cho phò mã một chức vị thì mới xứng với con. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Karina, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Cha thần là thương gia, buôn bán dược liệu quý. Thần sẽ nghe hết những lời công chúa dạy. Công chúa Karina, con nghĩ sao? Con có đồng ý chọn chàng trai này làm phò mã không? Chị Annette có chồng là con quan đại thần,
Còn mình thì... Thôi kệ, chọn anh chàng nhút nhát này, có khi mình nắm quyền anh ta cũng được đó. Chàng làm gì để cho ta hạnh phúc, sống cuộc đời giàu có đây? Cha của ta kinh doanh dược liệu quý hiếm, không phải ở đâu cũng có. Nàng sẽ suốt đời không sợ đau yếu bệnh tật gì cả. Con chịu phò mã này, nhưng cha phải cho chồng con một chức vụ cao đó nha. Con nghĩ sao? Có hợp ý con không? Bây giờ thay đổi cũng không muộn đâu. Con thích dáng vẻ hiên ngang anh dũng, sự trung thực của chàng ấy. Cho dù cuộc sống có nghèo khó, con cũng chịu được, thưa cha. Ngươi nhận quả cầu của công chúa Adni, vậy ngươi sẽ làm gì để công chúa hạnh phúc? Nhà thần nghèo lắm, chỉ nuôi dê lấy sữa uống, không cần vàng bạc châu báu hay chức tước chi cả. Chỉ dâng công chúa tấm lòng trung thực này thôi, Tô Quốc Dương. Chỉ có kẻ không bình thường mới không cần vàng bạc châu báu. Chỉ có tấm lòng trung thành thì con ta có được hạnh phúc không? Đất nước này mang tên hạnh phúc, thì thần tin rằng ai sống trong vương quốc này, dù nghèo cũng sẽ được hạnh phúc. Thưa phụ vương, con tin rằng với tấm lòng trung thành của chàng, cho dù chúng con có nghèo khổ, cũng vẫn sẽ có hạnh phúc. Chúng nó còn trẻ, không biết sự nghèo đói là như thế nào. Ta sẽ cho chúng nó nếm trải, nhưng không để cho con cái ta phải rời xa khỏi vương quốc này. Nó sống khổ mà ta cũng không biết. Đấy là lời của hai người nói, không cần vàng bạc gì địa vị. Ta sẽ cho hai người thấy sự nghèo nàn có làm cho các ngươi hạnh phúc hay không. Toàn dân sẽ tổ chức lễ cưới linh đình cho công chúa Annette và Karina vào ngày trăng tròn sắp tới. Ta cho vợ chồng ngươi 10 con dê. Ngay lập tức hai người phải rời khỏi cung điện, sống cuộc đời khó khăn, túng thiếu trong vương quốc này, không được rời khỏi đất nước khi không có sự cho phép của ta. Ủa, ngài làm gì mà đứng không yên vậy? Làm tôi choáng hết cả đầu luôn. Ta dẫn quốc vương nước này không cần người tài giỏi, chỉ cần người nịnh hót thôi. Ngài nói vậy là sao? Có thể nói rõ ra cho tôi hiểu được không? Thì quốc vương cũng cho chủ nhân chúng ta sống với công chúa, nhưng chỉ cho một đàn dê, sống trong sự nghèo nàn mà cũng không cho rời khỏi vương quốc. Sao lại vậy được? Chủ nhân là người nhân hậu và tài giỏi mà. Ngươi không tin thì hãy chờ đi. Đó, ngươi xem, ta nói đúng chưa? Thần mã ơi, ngài đừng nhìn họ hoài như vậy. Công chúa không chịu ngồi trên ngựa mà muốn đi bộ cùng với chủ nhân. Coi ra chủ nhân chúng ta đã có vợ hiền rồi. Chủ nhân của ta chứ chủ nhân gì của ngươi? Ta theo chủ nhân trước. Nếu không có ta thì ngài làm gì tìm đến ông. Ta đang bực tức và rất khó chịu, coi chừng ta hất ngươi xuống đất đó. Hai vị làm ơn đừng lên tiếng chứ, kẻo nàng ấy sợ hãi rồi chết khiếp bây giờ. Chuyện của hai người á, ta sẽ nói thật cho nàng ấy biết sao. Ta đi săn bắn, nàng ở nhà cẩn thận. Khi trời sụp tối ta sẽ quay về. Hai vị hãy giúp đỡ chàng nhé. Chủ nhân an tâm. Adni chăm chỉ làm việc, nàng dạy người nghèo may vá theo thùa rồi đem ra chợ bán. Còn Hansen thì ngày ngày vào rừng săn bắn. Suối ở đây trong vắt, người ở đây uống nước, ta và yên ngựa vào rừng. Khi nào ta gọi thì nhớ vào đón nha. Chủ nhân cẩn thận. Không có một con thú nào, không lẽ ta lại về không sao? Chủ nhân, hay là chúng ta vào sâu thêm một chút nữa? Tôi nghe âm thanh phát ra từ hướng này nè. Hình như có con vật nào đó bị thương.
Khỉ ơi, ta tưởng sẽ cứu được ngươi, không ngờ ngươi lại bị chết như thế này. Tôi chưa chết, tôi bám được cành cây, nhưng tôi mệt quá. Yên Ngựa, ngươi có cách nào cứu được khỉ không? Không xong rồi, nó còn bám chặt vào cành cây, tôi không có làm phép được. Thần mã, mau đến đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ngươi bay xuống đưa con khỉ lên đây. Thần mã xin tuân lệnh chủ nhân. Ôi đau, ta đau quá, đau quá. Phụ dương của thiếp chắc không qua khỏi rồi chàng ơi. Tại sao vậy? Phụ dương bệnh gì? Trên người của ngài đầy những mụn nhọt lở loét. Nàng đừng quá lo lắng, để ta nghĩ cách coi sao. Hiện giờ quốc dương bệnh tình nguy kịch, cả hai biết ở đâu có thuốc gì chữa khỏi không? Ta tin là hai người biết, có phải không? Tôi không biết. Thần mã, ngài biết thì giúp chủ nhân đi. Thưa chủ nhân, tôi biết. Ở đây đi thẳng về hướng đông, trên đỉnh một ngọn núi cao có một loại cỏ linh chi trị được bách bệnh. Vậy chúng ta đi mau đi. Nhưng muốn lấy được, chủ nhân phải diệt được con sư tử chín đầu, rồi sau đó mới lấy được cỏ tiên. Cứ đi thử xem sao, biết đâu ta lại lấy được. Bây giờ chúng ta phải đi ngay. Nàng yên tâm, ta nhất định lấy bằng được cỏ tiên đem về cứu phụ dương. Thưa chủ nhân, đã tới rồi. Xin ngài hãy lên trên đó một mình. Ngươi không đưa ta lên được nữa à? Thưa chủ nhân, không được. Bởi vì muốn lấy được cỏ tiên thì không được dùng đến phép thuật. Tôi e rằng... Ngài e ngại điều gì? Sao không nói thẳng luôn đi mà cứ ngập ngừng như vậy? Ngươi e ngại việc chi? Dạch núi thẳng đứng thế kia, con người như chủ nhân thì làm sao lên nổi. E rằng rớt xuống thì tan xương nát thịt đó. Quả đúng là như vậy. Thần mã, ngài không có cách nào giúp được chủ nhân hay sao? Ta không có cách nào cả, chỉ mong chờ vào phúc đức của chủ nhân thôi. Ông có thể cho ta sợi dây thừng dài được không? Chủ nhân định làm gì? Rất tiếc tôi không thể giúp được gì cho chủ nhân. Ngài hãy cẩn thận. Chủ nhân thật là thông minh. Ta đã sớm biết chủ nhân rất thông minh rồi. Tôi theo hầu hễ quả là rất xứng đáng. Nè ông thần mã, hãy dõi theo chủ nhân để còn có thể giúp đỡ ngài nữa chứ. Ta đã nói là không thể giúp được gì rồi mà. Hay quá vậy, lấy hết không chừa cho em gái này sao chị? Rõ ràng là tham lam quá mà. Sao không ào vô lấy đồ mà còn đứng đó? Về cung rồi, sao không đến thăm phụ vương mà ào vô lấy đồ? Nghe quần thần nói, phụ vương bệnh nặng lắm rồi. Có nói được đâu, còn thăm chi nữa? Đã không nói được mà phụ vương còn hôi tắm. Nếu vợ chồng công chúa Karina mà chịu được thì vô thăm đi, ta đây không cản. Đúng rồi, nghe nói người của phụ vương lỡ loét, quần thần không ai dám lại gần. Mình vào, lỡ bị lây bệnh thì sao? Tại sao nàng lại nói như vậy? Cha mẹ lâm bệnh thì nhờ con cái thuốc thang đỡ đần. Lúc này không lo thì còn chờ lúc nào nữa? Chàng đứng lại, đứng lại đó, có nghe không? Công chúa hãy sắc dược liệu này cho phụ vương uống, có thể sẽ giảm bớt một chút bệnh tình chăng? Ta đã nói là ta không giúp được, sao mà ngươi cứ lải nhải bên tai ta hoài vậy? Ta lớn tuổi hơn ngài, đi theo nhiều đời chủ nhân trên chiến trường, ta có kinh nghiệm nhiều hơn ngài. Chỉ là sao?
ngài là thần, còn ta là yêu tinh. Thôi được rồi, ta thua ngươi rồi. Đừng nói gì đến thần hay yêu tinh nữa. Chúng ta cùng theo một chủ nhân, thì bây giờ chúng ta cùng dõi mắt theo ngài ấy. Vĩnh biệt mọi người. Ôi chủ nhân, mau cứu chủ nhân. Ta đến phòng của mẫu hậu. Phải rồi, trong đó của cải rất nhiều. Mau, chúng ta chạy đến phòng của mẫu hậu trước nó đi. Chàng làm gì mà chậm chạp quá vậy chứ? Hai công chúa chị con đã về với cha chưa? Chắc cha không sống được nữa. Phụ vương, đừng nói như vậy. Con có giận cha không? Ôi, xin cha đừng nói như vậy. Con nào dám giận cha chứ. Chồng con đâu rồi? Chàng ấy vừa nghe tin phụ vương lâm bệnh, liền đi kiếm cỏ tiên về cứu cha. Bẩm công chúa, hai công chúa lấy những vật báo của các phòng xong thì bỏ đi rồi. Không sao đâu, cứ để cho hai chị ấy muốn lấy gì thì lấy. Chàng ơi, cố gắng mang cỏ tiên về cứu cha. Cảm ơn thần mã, ta tưởng là sẽ không gặp được mọi người nữa. Ba nghĩ chủ nhân phải cẩn thận hơn. Còn ta thì nghĩ chủ nhân nên dừng lại, vì trời đã về chiều rồi. Quốc vương không thể nào chờ đợi được đâu. Ngươi tên rơi mất hết rồi, phải trở xuống thôi. Tên rơi mất hết, làm sao diệt được con sư tử chín đầu? Làm sao chuốt lại tên kịp đây? Muốn làm tên thì phải chặt cây, dao phải sắc thì mới chuốt tên được. Chào ân nhân, ngài khỏe chứ? Là ông đó sao? Sao hôm nay ông tới đây? Có chuyện gì không? Tôi đến để xem có giúp được gì cho ân nhân không. Phải vậy chứ, chủ nhân ta đang cần những cung tên sắc bén, anh bạn có thể giúp ta được không? Muốn chuốt tên á phải dùng gỗ bồng hoặc là gỗ thông bá hương thì mới được. À, hiểu rồi, đợi tôi một chút. Sao nó không nói gì cả vậy? Chủ nhân yên tâm, chắc chắn nó sẽ quay lại mà. Tôi gọi đại của tôi đến để kiếm hai loại gỗ đó. Ân nhân, hãy đợi chúng tôi đem gỗ về. Chuyện này tôi cần đến hai người giúp sức đây. Chúng ta phải làm thật nhanh vì trời sắp tối rồi. Theo tôi nghĩ, ngày mai chủ nhân đừng có bắn tên vào cành cây nữa, nguy hiểm lắm. Bắn tên thì cành cây sẽ tét, rồi gãy như lúc sáng vậy đó. Đúng là nguy hiểm thiệt. Không làm vậy thì không có cách nào leo lên tới đỉnh núi được. Vì sao mà nguy hiểm? Sáng nay tét cành, gãy cây, chủ nhân rơi xuống, chút thì tan xương rồi. Ngày mai ân nhân, không cần bắn tên để leo. Tôi ngậm dây rồi leo lên đó.
cột vào thân cây. Như thế sẽ chắc chắn hơn. Ngài nghĩ thế nào? Ồ, vậy thì tốt quá. Cảm ơn ngươi thật nhiều. Ngươi nghĩ ra cách đó hay quá vậy. Tất cả đều dùng sức lực, chứ không phải dùng phép thuật để lên núi. Thật tuyệt vời đó ông bạn khỉ à. Tôi nghĩ như thế này. Tôi lên đó cột dây vào, nhưng tôi sẽ kéo ân nhân lên. Chứ ngài leo như thế này thì còn sức đâu mà chống chọi với con sư tử chín đầu trên đó, có phải không? Ừ, ông nói đúng đó. Ta rất biết ơn ông vì đã giúp ta. Ngài đừng nói như vậy. Nếu không có ngài thì tôi đã chết rồi. Tôi đưa ân nhân lên đến đây thôi. Tiếc rằng tôi không thể giúp thêm được gì cho ngài nữa. Sức của tôi không chống nổi với con thú trên đó. Ai, đừng nói vậy. Ông giúp được ta như vậy là quá đủ rồi. Ta không muốn những người bạn thân thiết của ta gặp nguy hiểm gì hết. Chỉ mình ta là đủ rồi. Ân nhân, hãy cẩn thận. Chắc đó là cỏ tiên. Ta mau mau hái rồi đi xuống đây, kẻo gặp con sư tử đó. Con sư tử đang ở đâu? Sao ta không thấy nó? Phải thật cẩn thận mới được. Ta không muốn hại con thú nào. Nếu ông sư tử vui lòng cho ta cây cỏ tiên thì ta sẽ xuống núi ngay mà không làm gì ông cả. Ta tha cho ngươi, miễn là ngươi đừng thức dậy. Ta chỉ cần hái cỏ tiên để cứu mạng người thôi. Hãy ngủ cho ngon nha. Thôi xong rồi. Ngươi lại sao dám phá giấc ngủ của ta? Tôi nào dám phá giấc ngủ của ngài. Chỉ vì vô tình rớt hòn đá trúng ngài thôi. Từ bao lâu nay ngươi và thú không đụng chạm đến nhau. Vậy ngươi đến đây để làm gì? Tôi chỉ muốn ngài lấy lòng nhân từ mà giúp cho con người chúng tôi một vị thuốc để chữa bệnh cho cha. Nó muốn hái cỏ tiên đó. Không thể cho. Đuổi nó đi. Dám lên đây. Cả trăm năm nay ngủ hoài, ta rất ngơ ngay. Ta rất bực bội vì nó làm ta thức giấc đó. Xử tội nó đi. Đã lâu ta chưa chiến đấu với ai, bây giờ đừng bỏ qua. Không, tôi không muốn chiến đấu gì cả. Tôi chỉ xin các ngài một nhánh cỏ tiên thôi. Mong các ngài làm ơn giúp tôi có được không? Ngươi có biết là ta đang canh giữ cỏ tiên hay không? Vậy mà còn dám xin. Đau quá. Con sư tử cười như vậy thì chắc là chủ nhân bị cái gì rồi đó, cho nên nó mới cười như vậy, có đúng không? Vậy sao ngài không bay lên giúp chủ nhân đi? Ngài phép thuật nhiều hơn ta mà. Không phải là ta không muốn giúp, ta còn lo lắng hơn ngươi nữa. Chỉ là nếu dùng phép thuật để đoạt cỏ tiên thì nó không linh nghiệm để chữa bệnh nữa, đem về cũng vô dụng thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà ta lo lắng quá. Sao núi
vậy? Chủ nhân chúng ta có sao không? Tiếng gầm này là chắc chắn của con sư tử rồi. Như vậy là chủ nhân chưa tiêu diệt được nó. Như vậy là nguy rồi. Ông mau mau cùng tôi lên đó đi. Ta vẫn còn sống sao? Trước khi ngất đi, ta thấy con sư tử nhảy chồm đến ta, rất hung hãn mà. Chính nhờ chủ nhân nằm sát mép núi, nó phóng đến ngài thì rơi luôn xuống vực rồi. Trời tối rồi, thần mã, ông đưa ta tới cung điện thật nhanh đi. Cho ngài ăn cổ tiên, nhanh lên. Tại sao phò mã bị thương tích như vậy? Chồng con lên đỉnh núi hái cỏ tiên trị bệnh cho cha. Phò mã Hansen, ta sẽ truyền ngôi cho con. Phụ vương sao vậy? Người vẫn chưa khỏe sao? Chàng ơi, tại sao phụ vương lại như thế này? Ngài vẫn còn thấy mệt sao? Hay là cỏ tiên không hiệu nghiệm? Ta khỏe mà. Sau khi ăn cỏ tiên con đem về, ta cảm thấy còn khỏe mạnh hơn trước nữa. Sao hai con lại lo lắng như vậy chứ? Dạ, tại vì không ai khỏe mạnh mà. Vợ chồng con tưởng là cha không khỏe nên mới truyền ngôi. Ta ân hận vì đã khinh thường phò mã, trung thực hiếu thảo, lại coi trọng hai chị em của con mà chẳng quan tâm đến con. Thật ra chỉ vì tính cố chấp của cha đã để cho hai con phải sống cực khổ. Dạ không thưa cha, dù chúng con sống khốn khó nhưng chúng con hiểu nhau và sống rất hạnh phúc. Con đừng ngắt lời cha. Trên giường bệnh, cha muốn nói nhưng không thể nói được. Bây giờ hãy để cha nói. Cha muốn truyền ngôi cho phò mã Hansen. Ngài khỏe mạnh hơn trước thì không vì lý do gì mà truyền ngôi. Vả lại, con cũng đã quen sống đạm bạc, không quan vị, cũng chẳng cần vàng bạc. Thì ngôi vị quốc vương con càng không nghĩ tới. Đã lâu rồi, con không gặp được mẹ của con. Bây giờ con chỉ muốn ngài cho phép con được về quê hương, sống với mẹ già là con hạnh phúc lắm rồi. Con đúng là người con hiếu thảo. Phò mã có tài lẫn có đức. Ta thực sự hối hận. Ngôi vị này không truyền cho người xứng đáng là con thì sau này ta biết truyền cho ai? Con hiểu ý phụ vương. Con xin kể cho cha rõ việc này rồi tùy người quyết định. Trong lúc cha nằm bệnh, các vị quan không muốn vào thăm. Hai công chúa và phò mã cũng sợ bị lây bệnh. Duy có chồng chị Karina đã vào đây thăm cha rồi đưa cho con gói dược liệu. Chính nhờ dược liệu này mà cha đã chờ được tới lúc đem cỏ tiên về. Ôi, vị phò mã này lúc đầu ta cũng không ưng ý cho lắm. Không ngờ như vậy là vị phò mã thứ hai cũng là người hiền đức. Cha hiểu và biết phải làm gì rồi. Duy có một điều, phò mã đó không dũng cảm, lại rất sợ chị của con. Ta cho phép hai vợ chồng con được quay lại quê hương, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì thưa cha? Con phải để ta xây một tòa lâu đài trên mảnh đất của con, bởi vì ta mong muốn vợ chồng con luôn sống trong hạnh phúc. Ngày mai, ta sẽ ban bố cho toàn dân trên vương quốc này được biết phò mã Hansen trở về cố bất hạnh phúc. Các con trở về là mẹ mừng lắm. Nhìn con bây giờ, mẹ thấy hình bóng, sự can đảm và nhân hậu của cha con trong đó.
Ít lâu sau, tại ngôi làng nhỏ, một tòa lâu đài tráng lệ được xây cất. Thế là kể từ đó, Hansen cùng Adni sống hạnh phúc bên người mẹ, cùng hai người bạn trung thành là Thần Mã và Yên Ngựa. Tiên nữ kia, ta đã cho quân canh tất cả khúc sông này, đang không thoát được đâu. Ở một làng kia có hai anh em, người anh là Nhân, ham ăn, biến làm. Còn người em là Hậu, vừa chăm chỉ lại hay giúp người. Anh hai ơi, anh hai ơi. Lạ thiệt, mới sáng sớm mà anh ấy đi đâu rồi? Hả, anh hai, anh có sao không? Sao lại thế này? Cái gì thế này thế kia, anh mày thu bạc nợ tiền chúng tao, còn không mau trả. Em ơi, cứu anh với, chúng không tha cho anh, cứu anh. Nhưng mà nhà mình làm gì còn tiền. Thôi thôi, anh mày viết giấy bán nhà gán nợ cho chúng tao rồi, còn không mau cuốn xéo khỏi đây. Lên tụi bay. Dạ. Không được, căn nhà này là tài sản duy nhất cha tôi để lại, các ông không được lấy. Vậy thì trả 5 lạng bạc đây, còn không tao xử anh trai ngươi. Khoan, khoan, hãy cho tôi 1 tháng, tôi sẽ cố gom cho đủ. Hắn đã khất nợ 3 tháng nay rồi, không nói nhiều. Một là xiết nhà, hai là đánh nó. Đừng mà, đừng có đánh tôi, đừng mà. Hậu ơi, bán nhà đi em, bán nhà cứu anh với, Hậu ơi. Được rồi, tôi sẽ bán nhà. Từ đây đến chiều, anh em mày phải dọn ra khỏi nhà, nếu không thì liễu hồn. Đi. May quá, cuối cùng tụi nó cũng đi. Cảm ơn em nha. Anh à, em đã khuyên anh nhiều lần là đừng đi cờ bạc nữa. Bây giờ mất nhà rồi, anh em mình biết ở đâu đây? Đó đó đó, lại than thở tối ngày. Mất cái nhà thì kiếm tiền chuộc lại thôi, có làm sao đâu. Em đi câu mỗi ngày chỉ được có vài con cá thôi à, còn anh thì... biết rồi, tao mà là gánh nặng của mày cái gì? Thôi thôi thôi, được rồi, anh em từ nay chia của ra. Mạnh ai nên sống đi. Đây nè, cha để lại cho tụi mình bao nhiêu đây, mày chọn đi. Anh làm vậy là sao? Chúng ta đã mất nhà rồi, còn chia rẽ như vậy. Trời ơi, sao mày nói nhiều quá. Mày thích đi câu thì mày cầm lấy cái cần câu, tao lấy cái ấm trà này bán lấy tiền sinh sống, vậy thôi. Anh... mày đi đi, anh mày tự sống được. Anh Hậu, em nghe có bọn cướp đến nhà anh. Anh có sao không? Không sao đâu Hoa, chỉ là... em biết rồi, có phải anh Nhân lại mắc nợ không? Hoa qua chơi đó hả? Trời ơi, tụi anh mới bán nhà à, nhưng mà vô ngồi chơi lát được, không sao. Anh, các anh bán nhà rồi, rồi các anh ở đâu? Anh có kế hoạch rồi Hoa ơi. Anh sẽ sớm thành công và giàu có, mua lại cái nhà khác bự hơn, rộng hơn gấp mấy lần.
đâu sao? Ê, Hoa, ngồi uống nước dành cái đã. Anh Hậu, chờ đã. Chỉ còn lại ta và chiếc cần câu này. Hy vọng hôm nay sẽ câu được hai con cá. Ủa, sao kỳ vậy? Cần câu thì động mà không có cá. Hay là tuột mất rồi? Cái gì thế này? Cá! Cá! Con này chắc phải chục cân. Trời đất ơi! Ui da! Sao đã cứu tôi rồi mà lại thả ta cho tôi té làm sao? Tôi con cá đâu? Con cá đâu? Là sao? Xin tự giới thiệu, tôi là tiên nữ, nhưng đang gặp nạn. May nhờ có cần câu của anh, tôi mới lên bờ được. Cảm ơn anh. Cô là tiên nữ thật à? Thật chứ. Hôm qua tôi đến sông này tắm rồi, không ngờ bị con trai Du Thủy Tề đuổi bắt về làm vợ. Tôi phải hóa thành cá để trốn. Thật ghê gớm. Sao cô không mách tội hắn? Hắn đã cho quân bao vây khắp các mặt nước. Tôi túm được cần câu của anh nên mới bay lên bờ thoát được. Cô không có phép sao? Cô bay về trời mà thoát thân. Anh thấy dải lụa kia không? Dải lụa màu tím đó là cách duy nhất để tôi bay về trời. Tên thái tử đó đã lấy mất nó để nhử tôi. Nếu tôi lại đó sẽ bị bắt ngay lập tức. Tôi sao giúp cô được? Tôi chỉ là người thường. Cô đầy tài phép còn không chống lại được hắn nữa là... Chính vì anh là người thường nên hắn sẽ không nghi ngờ. Như vậy nha, anh sẽ làm bộ như người đánh cá tình cờ đến đó và bắt được dải lụa. Tôi sẽ làm phép đưa anh vào bờ, có được không? Làm ơn đi. Tôi xin anh hãy giúp tôi trở về nhà với. Xin hãy giúp tôi về nhà với. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô. Dù gì thì hôm nay tôi cũng không thể xui hơn được nữa. Tôi sẽ giữ đầu dây để anh không bị nước cuốn đi. Anh đi hái một chiếc lá lại đây. Cố lên, tôi sẽ kéo anh vào bờ. Cố gắng giúp tôi nha. Nắng lên đồi căng bườm giăng lưới, cá nào ta cũng sẽ bắt ngay. Bắt ngay. Hôi, hôi. Ô, thái tử, có người đến cướp lụa thần. Có phải tiên nữ đến không? Bẩm không, là một người đánh cá thường. Dâng nước lên, dìm chết hắn đi. Tiêu rồi, giờ làm sao cứu anh chàng kia đây? Ta mà xuống nước là bị bắt ngay. À, chết rồi, dây đứt rồi, làm sao vào bờ đây? Tiên nữ, cứu tôi! Kiểu này quả chẳng có một cánh bay mới thoát nổi. Vứt dải lụa về phía trước. Dừng lại. Tôi không dừng lại được. Tôi không dừng được. Anh có sao không? À,
bị u đầu rồi. Đây, trả giải lụa lại cho cô nè. Để tôi chữa cho anh. Đa tạ anh đã giúp tôi rất nhiều. Không có anh, chắc chắn là tôi bị bắt mất rồi. Không có gì đâu, giúp được cô là tôi vui rồi. Anh đã vất vả vì tôi. Xin hãy nhận lấy 7 điều ước này, coi như lời cảm ơn của tôi. Mỗi lần ước, anh hãy ném một viên ngọc xuống đất và nói tôi ước, thì lập tức sẽ được như ý. Đa tạ tiên nữ, tôi hứa sẽ sử dụng thật tốt những điều ước này. Thôi được rồi, tôi phải về trời xin trị tội tên thái tử ngay. Anh hãy bảo trọng, tạm biệt. Thật thần kỳ, 7 điều ước. Mình biết ước gì bây giờ? Kỳ này chơi lớn luôn. Đặt hết. Đặt xong chưa? Đặt xong hết lấy tay lên nha. 3 con tôm. Nhà cái ăn hết, nhà cái ăn hết. À, cho tôi mượn ít tiền chơi đi. Mượn có vài lạng thôi. Cái gì mượn, mượn, à, mượn cái mà, gì? Thắng tôi trả lại gấp 10 cho. Không ấy, nhà cái cho tôi vay 10 lượng đi. 1 lượng cũng được. Dẹp mày. Mày còn chưa trả nợ xong nữa mà đòi mượn. Tụi bay đâu? Đuổi nó ra ngoài cho tao. Dạ. Mày liễu hồn. Không có tiền mà mày đặt chơi bời. Biến đi. Đợi đó đi ha. Ta mà giàu lên rồi. Tưởng sao? Bộ ấm chén cổ của cha bán được có 5 tiền. Chơi có xíu hơn hết. Đã gì hết trơn. Bới ông đi qua, bới bà đi lại, xin làm phúc cho tôi mấy hào ăn cơm. Làm ơn làm phước. Cho chú nè. Có mấy điều ước mà đắn đo quá. Có nhiều điều muốn ước nhưng mà... Anh đang nghĩ gì vậy? Cho anh mấy cái bánh nè. Ủa, Hoa đi đâu vậy? Anh đang nghĩ ngợi lung tung thôi. Hôm nay anh lại không câu được cá đúng không? Anh đừng có buồn. Ăn đỡ bánh này đi. Mai rồi tính. Hôm nay anh cứu một cô tiên nữ. Và cô ấy cho anh 7 điều ước. Giờ anh đang lo lắng không biết nên ước gì. Thiệt hả anh? Vậy bây giờ anh muốn điều gì nhất? Thì anh muốn có cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng mạnh khỏe là được. Nhưng anh cũng muốn anh Nhân được học hành đỗ đạt, chí thú làm ăn nữa. Anh thật sự biết nghĩ cho anh trai của mình. Không chỉ có vậy, anh còn muốn ước cho mọi người cũng được ấm no, không còn chiến tranh hay là thiên tai nữa. Anh đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Em nghĩ là những việc lớn như thiên tai hay chiến tranh, anh muốn quản cũng không có quản hết được. Còn anh Nhân, anh muốn gì, sao anh biết được? Anh nên hỏi ảnh thì hơn. Em nói cũng phải. Anh, còn một chuyện nữa anh chưa nghĩ đến phải không? Ừ, chuyện gì? À, trời ơi, anh thiệt là ngốc. Chuyện hai đứa mình là quan trọng nhất thì nãy giờ anh không nhắc tới. Nhưng mà anh nghèo quá à. Anh chỉ sợ nếu lấy anh, em sẽ chịu khổ đó. Em không sợ khổ. Em muốn được chia ngọt sẻ bùi với anh. Tuổi xuân con gái có thì em không thể đợi lâu được. Mai này em già xấu rồi, anh lại chê em. Không không, không có chuyện đó đâu. Giờ anh đang không có nhà, mình lấy nhau về biết ở đâu. À, 7 điều ước. Anh biết ước điều gì đầu tiên rồi. Tôi ước có một căn nhà khang trang để yên tâm sống và làm việc tốt. Linh nghiệm thật rồi. Căn nhà đẹp quá. Có căn nhà trú mưa trú nắng. Anh sẽ mau chóng sắm sửa trầu cao qua cưới em nha. Em chờ đó. Tạ ơn trời đất, tạ ơn tiên nữ. Trời ơi, sự thật mà cứ như là mơ. Hôm qua mình còn buồn bã vì mất nhà rồi đủ thứ chuyện xui rủi. Bây giờ thì... Anh Hậu, mau ra cứu anh Nhân. Hoa nói sao? Anh Nhân ăn xin ở đầu làng, gây sự đánh nhau với người ta rồi. Ôi trời ơi là trời, tôi ăn xin chứ có phải ăn trộm đâu mà mấy người xua đuổi. Đánh tôi như vậy, tôi kiện lên quan cho mấy người đi tù á. Tôi nói hai cậu đuổi cậu Nhân đi, vì sân đình là chỗ họp làng,
sinh hoạt chung chứ không phải chỗ để cho người ăn xin. Sao hai cậu lại đánh cậu Nhân? Nè 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 nè, anh đừng có ý có một chút học thức rồi ăn nói ngang ngược nha. Tụi tôi đánh anh hồi nào hả? Anh bị người ở sòng bạc đánh, đừng có mà nói tầm bậy tầm bạ đổ oan cho chúng tôi nha. Bậy nha. Mấy người không nuôi tôi, lấy tư cách gì dạy đời tôi? Biến hết đi. Cậu mới là người phải đi. Quy định của làng không cho người ăn xin ở đây. Cậu muốn ăn xin á thì đi chỗ khác. Tôi thách ông đuổi tôi đi luôn á, trừ phi là tự tôi muốn đi. Con trai, cô biết con mồ côi mẹ từ nhỏ, gần đây á lại mất cha nên con chán nản, không chịu sống tử tế. Nhưng con à, lúc còn sống, cha con đâu có để con thiếu thốn điều gì, nhà cửa cũng có, sao phải đi ăn xin? Nhà cha mẹ để lại, cậu ta nướng cho sòng bạc rồi. Vậy thì không có được, con còn có em trai, phải sống tử tế để lo cho em chứ. Ông có tiền cho thì thôi, nhiều lắm gì, lắm chuyện. Cậu ta đã như vậy thì ép cậu ta phải đi, có gì tôi chịu. Đáng ghét. Anh Nhân, em đến đón anh về. Dạ xin lỗi trưởng làng, xin lỗi bà con cô bác. Thôi giải tán, ai về nhà nấy. Cậu Nhân có em Hậu lo rồi. Dạ mà hồi đó anh chịu học, đừng nghe bạn bè đi đánh bạc á, thì giờ có khi làm thầy đồ cũng nên, không có bị dân làng nói ra nói vào như bây giờ. Mày thì biết cái gì? Làm thầy đồ có bao nhiêu tiền, bao giờ mới giàu được? Tao muốn nhanh giàu có, tiền bạc chất đầy kho, mày hiểu chưa? Thôi tạm thời anh ở nhà em đi, rồi khỏe lại tính tiếp. Gì? Nhà mày hả Hậu? Sao mày có cái nhà này? Hay là tiền cha để lại cho mày, mày giấu tao mày mua nhà? Không, không có. Đây là... Chỉ là mày cứu tiên nữ rồi được tặng 7 điều ước. Tao không tin đâu. Mày phải làm thử cho tao coi. Không phải vậy thì chính mày giấu tiền của cha mà không chia cho tao. Thôi được rồi, dù sao em cũng đang nghĩ nên có một mảnh ruộng để cày cấy. Hai anh em mình chăm chỉ cũng đủ ăn. Mày nói nhiều quá, làm cho tao coi tao mới tin. Tôi ước có một mảnh ruộng tốt. Trời ơi, sao mày ngốc vậy? Có vật thần kỳ vậy mà không ước được sung sướng, mà cứ phải làm lụng làm gì? Anh Nhân muốn gì thì anh phải hỏi ảnh mới biết được. Em trai yêu quý, anh em như thể tay chân mà phải không? Em có thể chia bớt cho anh một hai điều ước thôi, có được không? Dạ được, em cũng muốn chia bớt cho anh. Vậy mới là em trai tốt của anh. Em tặng cho anh 3 điều ước nghe. Keo kiệt, có 7 điều ước, cho anh mày có 3 điều. Vậy anh muốn làm sao? Anh lấy 4 điều ước nha, để lại cho em 1 điều ước để phòng thân đó. Anh muốn sao cũng được, miễn anh cảm thấy đầy đủ, không cờ bạc nữa. Anh nhớ ném ngọc xuống đất. Rồi nói tôi ước chứ gì. Biết rồi. Hoa, đi gánh lúa về hả em? Đưa đèn gánh phụ cho. Ê. Sao nặng dữ vậy? Có nặng mấy đâu, tại nào giờ anh không gánh nên không quen đó. Thôi, em theo anh thì từ nay sống sung sướng, không phải làm lụng vất vả nữa. Cảm ơn anh, nhưng em muốn có làm thì mới có ăn. Những thứ ăn sẵn như vậy rồi sẽ làm mình lười biếng, yếu ớt thôi. Em nhớ đó, anh mà giàu lên á, em đừng có tiếc nha. Anh Nhân à, anh làm gì cũng được, đừng có lúc nào cũng gây chuyện, làm cho anh Hậu lo lắng nữa. Bài đặt dạy đời người khác, tưởng xinh đẹp nhất làng á, cái muốn nói gì nói hay sao?
Ta đây mà có tiền á thì mua tiên cũng được, chứ đừng nói đẹp nhất làng. Tôi ước có một căn nhà thật to với nhiều vàng bạc châu báu nhất thế gian. Hồ báo. Tất cả là của ta, của riêng một mình ta thôi. Kẻ giàu nhất thiên hạ là ta. Anh đứng đây làm gì? Ở đây không có mướn người làm nữa đâu. Đi về đi. Không. Tôi là Hậu, em trai của anh Nhân. Tôi tới đây thăm anh ấy. Chờ nghe. Tôi đi bẩm báo với chủ nhân tiên. Nãy là trời ơi, tôi đánh lo cái gì. Ok. Thưa ông, có người xưng là tên Hậu, đó là em trai của ông đến thăm ông á. À, phải rồi, đúng là em trai ta đó. Mau đưa nó vào đây. Các người lùi ra đi, ngày khác tới chơi tiếp ha. Gì vậy anh Nhân? Em chưa gỡ được mà anh Nhân. Thắng nè, chưa gỡ được mà. Về đi. Kìa Hậu, vào đây. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, cảm ơn anh, trà thơm lắm. Từ bữa tới giờ, nhiều người tới chúc mừng quá, anh chưa có thời gian mời em tới chơi. Định là nay mai tân gia, mời em luôn. Ê, đây, em uống trà đi. Thấy làm sao? Dạ, em thấy anh được như ý, em cũng mừng lắm. Em đem ít cây nhà lá vườn biếu anh nè. Của em trồng được đó. Ê, em bài vẽ quá. Lần này anh nhận, nhưng mà lần sau đừng có mang tới nữa nghe. Em nhìn coi, bây giờ anh đâu có thiếu cái gì. Đồ ăn á, với lại đồ dùng, xài đâu có hết. Ờ, dạ, em thấy rồi. Mà anh nói thiệt, em bỏ quách cái nhà với giường đó, về đây ở với anh. Chỗ anh dư giả rộng rãi, tha hồ anh em mình hưởng lạc. Việc gì phải làm lụng cực khổ đúng không? Dạ, em cảm ơn anh, nhưng mà em thấy cuộc sống hiện tại rất là tốt. Em làm lụng quen rồi, chỉ ngồi một chỗ mà ăn em không có chịu được. Nhưng em sẽ qua thăm anh thường xuyên. Ừ, em muốn vậy á, anh không ép. Thôi, đã tới rồi thì ăn cơm với anh, ha không? Dạ thôi, không dám làm phiền anh. Em qua trước là thăm anh, sau là mời anh làm chủ hôn cho em. Dạ, em và Hoa sẽ cưới nhau vào tuần tới. Em mong anh có thể tham dự và thay mặt cha sang nhà Hoa với em. Cái gì? Hoa đồng ý lấy em rồi sao? Dạ. Hiểu rồi. Là bây giờ mày lấy được vợ đẹp nên mày tới đây khoe khoang với tao gì? Dạ, em không có ý đó. À, vậy là mày tới đây chia tiền đám cưới hay muốn chia chắc gia sản này với tao? Anh, em không có. Thôi, mày khỏi nói nữa. Tao biết rõ quá rồi. À, nể tình anh em. Người đâu? Coi như tao mừng cưới. Từ nay mày đừng tới tìm tao nữa. Anh hai. Ừ? Sao anh lại nghĩ em tới để moi tiền anh hả? Em chỉ muốn anh em ta sống hòa thuận, yêu thương nhau như lúc trước thôi. Miễn đi. Mày chỉ muốn tới khoe là cưới được vợ đẹp. Mày đặt cao thượng hả mày? Người đâu? Tiễn khách. Sao anh lại đến đây tìm em? Anh vẫn buồn chuyện anh hai hả? Anh biết tính anh Nhân mà. Hai người là anh em, mà em lại từ chối ảnh để lấy anh nên ảnh giận thôi. Mai mốt là hết mà. Rồi lỡ anh không hiểu cho tụi mình rồi giận tụi mình luôn thì sao? Anh Nhân cũng không có nói là sẽ tới dự đám cưới. Anh đừng có lo. Anh Nhân biết chúng ta thương nhau thiệt tình mà. Chỉ là ảnh chưa chấp nhận được vì quá bất ngờ thôi. Đợi ít lâu nữa, anh hai hết giận, tụi mình qua nhà thăm ảnh. Cảm ơn em đã thông cảm cho anh. Anh Nhân ơi, cạn ly đi. Đêm nay trăng đẹp quá trời quá đất luôn.
Anh vẫn còn tức giận dù em anh cưới được nhỏ đẹp quá trời quá đất chứ vậy. Bỏ đi, giờ anh muốn tiên nữ còn được nữa mà. Dù là một người đẹp không đáng gì với anh Nhân đây, nhưng mà bị thằng em nhà quê phỏng thay trên cũng tức chứ. Cũng đúng. Vậy mình làm gì trả đũa nó đi? Cướp cô dâu vào ngày cưới làm bẻ mặt tụi nó. Hay là ngày cưới của nó đem một cô xinh nhất trần gian đến cho nó ghen tị chơi. Ta ước, ta ước. Nói nghe nè anh Nhân, chỉ cần chút tiền nhỏ thôi là bắt được con nhỏ đó về đây liền ha. Mà không có ai như thằng em của cậu cướp tay trên của anh trai như vậy. Bộ nó không biết anh thích cô Hoa sao? Phiền ta quá. Mấy người biến hết rồi. Trời ơi, mất tôi một điều ước rồi. Không có ai xung quanh lại hay, yên tĩnh ghê. Cái thằng Hậu này thiệt may mắn, chữ nghĩa không có được bao nhiêu, tính tình thì cù lần, mà vừa được tiên nữ cho điều ước, giờ cưới được vợ đẹp nữa. Còn mình, sao giàu sang vậy rồi mà mình vẫn thấy chán ngang vậy ta? Phải ha, mình cũng muốn có một cô vợ đẹp như Hằng Nga, vậy thì mới xứng với mình chứ. Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già. Kìa cá kìa. Chạy mất rồi. Câu cá mà lại ngủ, đúng là cụi mà. Cái bọn cá này dặn co kéo lên mệt lắm. Bọn chúng đã cắn câu thì tự đi lên bờ luôn đây. Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Nói người phải nghĩ đến ta chứ. Người nói cái gì? Có nói gì đâu. Người đến đây định hỏi cưới Hằng Nga chứ gì. Làm sao mà củi biết được? Mày sẽ răm rắp nghe lời ta. Mình thật thông minh, chỉ cần có đồ ăn dụ là bọn này sẽ. Các ngươi muốn ăn thì phải xếp hàng vào cho ta. Cái bọn thỏ ngu ngốc dám tấn công ta. Ta không ngờ người to con vậy mà bị bọn thỏ đè xẹp lép luôn. Bọn chúng giống như đội quân vậy, không nhìn thấy thì ai mà biết chúng là thỏ kia chứ. Tụi đó thông minh nhanh nhẹn dữ lắm, được huấn luyện để bảo vệ cung trăng mà. À, thì ra ngươi lừa ta. Bọn thỏ đã được huấn luyện rồi mà ngươi dám kêu tôi huấn luyện chúng nữa. Ê, đừng có tức giận. Bọn thỏ đó chỉ nghe lời của Hằng Nga thôi à. Nhưng mà nếu ngươi khiến chúng nghe lời ngươi thì chẳng phải là Hằng Nga sẽ khâm phục ngươi lắm hay sao? Đúng không? Ta không có thèm nghe ngươi nữa. Ta tự mình đi gặp Hằng Nga. Thôi, lần này ta nói thiệt nha. Cung điện của Hằng Nga
nằm ở bên kia hồ, chỗ ta câu cá gốc cây đa đó. Có thể không? Người muốn đến đó thì phải chạy trên mặt nước, băng qua cái hồ đến đó chứ. Đi trên mặt nước? Ngươi có đi được không mà đòi thách ta đi? Ngươi phải biết là nếu như ngươi không băng qua hồ thì chẳng còn cách nào khác đâu. Tất cả mọi thứ chìm vào lòng hồ sẽ rớt thẳng xuống trần gian, tan tành mây khói. Ngươi nói thiệt không đó? Ừ. Vậy ta phải làm sao? Đây, ngươi hãy gặt lúa này, lấy rạ mà trải lên mặt hồ thì sẽ đi được trên nước thôi. Hả? Ta như vậy mà phải gặt lúa sao? Ta đã chỉ cách rồi, tự ngươi quyết định đi chứ. Ở cuối cánh đồng này có đầy đủ dụng cụ để ngươi gặt, mau đi đi. Vậy sao ngươi không đi gặt cùng ta? Ta đâu có muốn lấy hàng Nga đâu. Với lại thời gian trên cung trăng khác hẳn dưới trần. Ngươi không nhanh lên á thì ngươi sẽ già lũ khủ, sợ là ngươi sẽ không kịp đưa hàng Nga xuống trần đâu. Đi lại lên đi. Cha ơi, con mệt quá à. Anh hai, anh lên bờ nghỉ chút đi, lát em làm giúp cho. Ê, đau. Cha, cô nó kẹp con. Đâu đâu, để cha gỡ ra cho. Anh hai, anh có sao không? Ê, cái con cua này cũng mạnh thiệt. Hơi sót xíu nhưng mà không sao. Chiều nay có món canh cua cho cả nhà cùng ăn. Đau. Chiều nay có món canh cua ăn rồi. Công nhận cứ giỏi thiệt á. Chưa gì đã nghỉ rồi. Ta phải nghỉ một lát đã. Mệt quá. Ngươi cũng giỏi thiệt ha. Giá mà dưới trần ngươi cũng chăm chỉ vậy thì đâu có đến nổi đâu. Trời, đương nhiên ta là nhân tài hiếm có. Chẳng qua là ta chưa muốn ra tay thôi. Ngươi cứ để nhẹ một bó lên mặt hồ. Cứ vậy khi nào mặt hồ đầy rã thì ngươi bước qua được rồi. Cỡ này chắc đủ bước đi rồi. Ý, ta đi được rồi. Thấy chưa, ta đâu có lừa ngươi đâu. Tụi ơi, mau giúp ta thả thêm rơm rạ xuống. Ngươi mau chạy đi, đừng đợi sẽ chết kịp đó. Tên người phàm kia, ai cho ngươi xả rác trên hồ của ta hả? Củi kêu tôi làm như vậy để đi trên mặt hồ tới gặp thằng Nga mà. Không lý lẽ gì cả, trả lại cho người rác của ngươi đây. Bù nhìn rơm. Củi, ngươi lại lừa ta gặt lúa cho ngươi. Dân ơi dân à, cái hồ này á là gương soi trần thế, thế cái gì mà rơi xuống làm mờ gương á đều bị trừng phạt hết. Ngươi bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Ngươi lại lừa ta. Với một kẻ háo thắng kiêu căng ham chơi biến làm như ngươi thì lao động một chút có hại gì đâu. Chẳng lẽ ngươi lừa em trai thì được, bắt nạt người khác thì được, còn không có ai làm được vậy với ngươi sao? Ta sẽ bắt ngươi và cho một trận. Đố ngươi bắt được ta. Đố ngươi bắt được ta đó. Đâu rồi? Có giỏi thì ra đây. Có giỏi thì tìm ta đây. Ta sẽ kiện ngươi. Được, kiện đi. Ta thách ngươi. Kiện đi. Ở đâu cũng được, kể cả mặt trời ta cũng không sợ. Ôi, chết. Tưởng ta không dám tới mặt trời kiện sao? Chờ đó, ta ước gặp được thần mặt trời. Là bị ta lừa, ngươi sẽ có một bài học nhớ đời thôi. Trời ơi, anh lo quá.
Không biết anh Nhân hết giận mình chưa nữa. Cũng lâu rồi còn gì. Chắc anh ấy không nhớ gì nữa đâu. Vậy sao ảnh không đến đám cưới tụi mình? Cũng không nghe tin tức gì từ ảnh hết à? Thì mình cứ gọi ảnh xem sao. Dù sao hôm nay vợ chồng mình cũng đến để tạ lỗi và ra mắt ảnh mà. Anh Nhân ơi, anh Nhân, em là Hậu đây. Hai người tìm ai đây? Dạ thưa ông, đây là nhà anh trai của cháu. Vợ chồng cháu ghé thăm anh. Hai người không biết gì sao? Nhà này vắng chủ lâu rồi. Của cải trong nhà cũng đã bị trộm lấy hết sạch. Hả? Có thật không cụ? Vậy chủ nhà này đi đâu rồi ạ? Không ai biết cả. Chỉ trong một đêm mà nhà thành vô chủ. Bọn trộm tha hồ ra vào. Có người nói ông chủ chắc là bị hại rồi. Cũng có người nói ông ta muốn lấy Hằng Nga nên lên cung trăng rồi. Ôi, vào sáng mà chi không biết. Anh đã linh cảm là có chuyện mà. Mình bình tĩnh đi, cũng chưa chắc là anh hai gặp rắc rối mà. Trời ơi, nhưng mà anh đi đâu được kia chứ. Anh hai không có quen chịu nghèo khổ vất vả được đâu. Chẳng biết giờ này ảnh đang sao, đang ở đâu nữa. Không được, anh phải đi tìm anh hai. Lúc này anh càng phải bình tĩnh suy xét. Anh Nhân vẫn còn mấy viên ngọc ước mà. Nhưng mà lỡ ảnh đã hết ngọc ước mà lại đang vướng vào rắc rối thì sao? Ồ, vậy ra ngươi là người phàm bị cùi dụ dỗ lên cung trăng rồi bị lừa phải làm việc cho hắn sao? Dạ, thưa ngài. Vậy hắn đã dụ dỗ ngươi thế nào và làm cách nào để ngươi lên được cung trăng? Tôi có ngọc ước nên tôi đã lên được cung trăng. Hắn nói là nếu làm việc cho hắn, hắn sẽ chỉ cho tôi gặp được Hằng Nga. À, nhưng mà ngươi có ngọc ước à? Từ đâu mà ngươi có? Tôi cứu một tiên nữ mắc nạn nên tôi được nàng ấy cho 7 điều ước. Tôi đã chia cho em trai tôi 3 điều. À, phải, ta đã nghe về việc này rồi. Được, tên cuối thật đáng giận. Nhưng hắn ở mặt trăng, ta chỉ cai quản mặt trời. Ta không thể cứ vậy mà qua đó đòi công bằng cho ngươi được. Thưa ngài, việc của tên cuội làm là gian dối, là mất đi oai nghiêm của thần linh. Ta hiểu. Như vậy đi, ta rất thích chơi cá cược. Nếu như ngươi cược thắng ta thì ta sẽ có cớ để trừng trị tên cuội mà không mất lòng Hằng Nga. Được không? Thưa ngài, được. Nghe ngươi có vẻ là người chăm chỉ làm ăn lại lương thiện. Ta muốn ngươi thì chạy với người của ta. Nếu ngươi thắng, ta sẽ đích thân đến cung trăng phần xử chuyện của ngươi. Thần mặt trời anh minh, thần mặt trời thật là anh minh. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải nhận hình phạt của ta. Thế nào? Phạt gì cũng được, nhưng tiên nữ có phép mà. Lỡ họ dùng phép ăn gian thì sao tôi thắng nổi? Ta lấy danh dự mà hứa với ngươi, cuộc thi này là công bằng. Phải dùng đôi chân chạm trên đất để chạy, không được bay hay dùng phép thuật. Được thưa thần mặt trời, tôi sẽ nhận cược. Được lắm. Hai người chỉ cần chạy từ đây đến kia, ai chạm vạch đích trước sẽ chiến thắng. Đường chạy rất ngắn, ai nhanh hơn thì thắng thôi. Các ngươi vào vị trí đi. Xuất phát. Ta thắng chắc rồi. Sao? Ta không thấy cô bé tiên nữ này chạy. Thần đang lừa ta. Ta không lừa ngươi. Tiên nữ của ta có chạy, nhưng đây là tiên nữ tia nắng, không gì có thể nhanh hơn tia nắng. Ngài, tên phàm nhân kiêu ngạo kia, ngươi đã biết tội chưa?
Thưa ngài, tôi có tội gì? Chỉ vì ngươi ganh tị với em trai nên mới ngông cuồng đòi lấy Hằng Nga. Ngươi là kẻ chỉ muốn sống sung sướng mà không chịu bỏ công sức ra, khi giàu sang lại còn muốn hơn nữa. Không biết đâu là đủ. Loài người như ngươi chỉ đáng bị trừng phạt. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Quá muộn rồi. Ta ghét nhất những kẻ lười biếng hợm hĩnh như ngươi. Ngươi còn sống chính là gánh nặng cho em trai ngươi, cho tất cả mọi người. Tôi biết lỗi rồi. Nếu được sống, tôi hứa sẽ trung thực, chăm chỉ, sẽ yêu thương em trai tôi mà. Nè, em đem theo mà ăn đi. Thôi, anh hai đem theo đi học, không thôi đói á. Cha đã chừa phần cho em rồi. Anh đi học, không phải làm gì nhiều như em. Em ăn vô cho khỏe. Với lại á, anh ăn sáng còn dư, đem theo cũng đủ rồi. Cảm ơn anh hai. Thấu. Anh hai, anh mới đi học về hả? Em làm gì vậy? Đến phụ cho. Dạ, em đang cắt cỏ cho trâu. Anh đừng có đụng vào, dơ lắm. Vậy để anh cho nó ăn ha. Dạ cũng được. Ê kìa, cái con trâu này. Ê, mẹ, áo của tao đâu phải đồ ăn của mày. Con nè. Có những việc dù hối tiếc cũng muộn mà. Hai đứa nói xem, đứa nào đánh thằng Giáp U đầu? Dạ, dạ là con chơi. Là con chơi, con đánh thằng Giáp. Không phải đâu cha, là con đánh nó. Anh Nhân càng mà không được. Không, là con đánh thằng Giáp, nó dám chửi em Hậu. Cha ơi, con đánh thằng Giáp đó cha, vì nó dám chê anh con. Hai đứa tranh nhau nhận tội hả? Vậy thì ra sân quỳ nhịn ăn tối. Nặng quá. Anh, sau này anh không để em nhận tội cho. Ăn vài cây là được ăn tối rồi. Tao đánh thì tao chịu chứ có liên quan gì mày. Mày can tụi tao, còn bị nó đánh sưng chân nữa mà đòi ăn đòn giùm. Anh em như thể tay chân, cùng nhau chịu chứ. Mai mốt tao học hành đỗ đạt ra làm quan á, tao sẽ cho mày sống sung sướng, không lo nghĩ gì hết. Đứa nào dám nói xấu anh em mình, tao sẽ phạt tù hết cho mày coi. Còn cười được à? Đứng thẳng giơ tay lên. Dạ, chị mong hai anh em con sông hòa thuận, giúp đỡ nhau, chăm chỉ làm việc thì cha nhắm mắt cũng an lòng. Cha đừng nói vậy mà cha. Cha sẽ khỏe lại mà cha. Nhưng à, con cố gắng học thành tài, sau này mới chăm sóc được cho em con, biết không? Dạ. Hậu, tuy con không thông minh nhanh nhạy bằng anh, nhưng con chăm chỉ cần cù. Cả hai đều phải cố gắng học, cố gắng làm để sau này có cái ăn cái mặc. Mình ơi, anh Hậu ơi, anh làm gì mà thẫn thờ vậy? Anh nhớ lại chuyện ngày xưa, hai anh em anh thương nhau. Giá mà... Anh hai thật sự rất tốt. Anh ấy chỉ bị lòng tham che mờ lý trí. Sao anh có linh cảm không lành quá? Anh đừng lo, vì chúng ta đi tìm anh hai. Thôi, em ở nhà đi, để anh đi tìm ảnh cho. Không biết giờ anh đang ở đâu nữa. Rồi lỡ đột nhiên ảnh về mà không có ai ở nhà thì sao? Tiên nữ. Anh Hậu, tôi đưa anh trai của anh.